Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Tập 139. Hạ Thiên nói thẳng điểm mấu chốt, ba người áo đen không thể phản bác, đành phải im lặng. Ẩn tông các ngươi thành lập bao lâu rồi? Nhậm trưởng giáo cao mày hỏi, nhìn ông có vẻ bình tĩnh nhưng từ câu hỏi của ông vẫn nghe ra được ông có chút khẩn trương đối với tổ chức này, là ai thao túng ở đằng sau. Người che mặt do dự 2-3 giây, kết quả cơn đau kịch liệt từ trong bụng đánh tới, khiến hắn ta không kịp suy nghĩ, đành phải thành thật trả lời, ít ra nó cũng đã có mặt hơn 100 năm. Về phần ai là người tổ chức, phẩm giai của ta quá thấp, cho nên ta không biết được rõ ràng. Nhậm trưởng giáo rất không vui, ngươi nên biết ai mới là người ra lệnh cho ngươi. Là Trường Thanh Sơn Nhân, người che mặt đáp, ông ta là thành viên trong hội ngũ lão ẩn tông. Tông chủ có gì phân phó, đa số thời điểm đều do ông ta ra mặt truyền đạt. Hạ Thiên nhếch miệng, Trường Thanh Sơn Nhân là ai? Tại sao lại lấy cái tên khó nghe như thế? Ta biết người này, sắc mặt Nhậm trưởng giáo có vẻ không vui, lạnh giọng nói, cũng là một tán tu lâu năm. Năm nay ít nhất cũng đã 150 tuổi. Trước kia, ông ta đã từng ẩn cư Trung Nam Sơn một khoảng thời gian, tu vi chuẩn kim đan kỳ. Nhưng tính cách của ông ta trước giờ đạm bạc, không thích tục sự, tại sao lại dây dưa với tổ chức này, lại còn đến Trung Nam Sơn làm loạn. Nhậm trưởng giáo sợ là đang nói đùa, người che mặt hơi sợ hãi nói, Trường Thanh Sơn Nhân mà chúng ta biết hỉ nộ vô thường, động một chút là giết người, háo sắc tham tài. Thật sự không gánh được hai chữ đạm bạc. Nghe xong, Nhậm trưởng giáo không khỏi mờ mịt, kinh ngạc lẩm bẩm, ta không quản chuyện thế sự 30 năm, chẳng lẽ mọi thứ ở thế gian đã thay đổi? Thế gian thay đổi cái gì thì không biết, nhưng Trường Thanh hay Trường Bạch Sơn Nhân khẳng định đã thay đổi. Hạ Thiên hờ hững nói, chỉ là ông ta thay đổi theo chiều hướng ngu ngốc. Còn sống không tốt sao, tại sao lúc nào cũng đi gây chuyện? Trương Minh đã im lặng một lát, dường như nhớ đến một việc, nếu ẩn tông được thành lập hơn 100 năm trước, chẳng phải sau đại kiếp tiểu tiên giới không bao lâu sao? Nhậm trưởng giáo liên kết hai chuyện lại với nhau, sắc mặt không khỏi trở nên nặng nề. Sau trận đại kiếp tiểu tiên giới 120 năm trước, chẳng những thế cục tu tiên giả trong nước thay đổi, còn khiến cho linh mạch dưới lòng đất Trung Nam Sơn chấn động tàn mát, ảnh hưởng rất lớn, cũng là một cái kết nan giải trong lòng chúng tu Trùng Dương Cung. Xem ra, chuyện linh mạch dưới lòng đất Trung Nam Sơn vỡ tan không thoát khỏi liên quan với đám người đó. Nhậm trưởng giáo cố nén giận, vỗ một trưởng lên bàn, cái bàn trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành gỗ vụn. Hạ Thiên lười biếng nói, điều này đã quá rõ ràng, bây giờ ngươi mới nhìn ra. Cái đám ngu ngốc dưới lòng đất trước đó cũng đã nói phụng mệnh tông chủ rồi còn gì, còn nói tông chủ bọn họ đã sớm nhìn chúng linh mạch dưới lòng đất. Đám người đó đúng là bạch nhãn lãng. Nhậm trưởng giáo phân uất nói, năm đó, Trùng Dương Cung chúng ta lo lắng bọn họ không được cung cấp đủ linh khí, cứ cách một khoảng thời gian lại phân phát linh khí và đan dược cho bọn họ. Ai biết bọn họ chẳng những không cảm kích, lại còn đánh chủ ý lên linh mạch. Đúng là một đám vong ân phụ nghĩa. Trương Minh Đà cũng cảm thấy đám tán tu kia hơi quá đáng, nhưng nhìn thấy nhậm trưởng giáo tức giận như vậy, ông đành khuyên can, nhậm trưởng giáo bớt nóng. Việc đã đến nước này, có tức giận cũng vô ích mà thôi. Chúng ta nên suy nghĩ ứng đối việc này như thế nào. Bọn họ thật sự cho rằng Trùng Dương Cung chúng ta không có ai sao. Mặt nhậm trưởng giáo trầm xuống, lạnh giọng nói, sau khi trời sáng, đại hội ẩn tiên vẫn được tổ chức như thường lệ, lại còn phá lệ tổ chức ngay tại đại điện Trùng Dương Cung. Bần đạo ngược lại muốn xem đám người đó có gan đến đây thừa nhận việc này hay không. Nếu bọn họ không dám đến thì sao? Trương Minh Đà khẽ cười một tiếng, hơi trêu chọc, tuy tu vi của bọn họ không thấp, nhưng đoán chừng cũng không ngăn được cơn giận của trưởng giáo Trùng Dương Cung. Cho nên, tạm thời bọn họ tránh mũi nhọn cũng có khả năng. Nếu bọn họ dám đến, bần đạo sẽ còn nể mặt bọn họ một chút. Nhậm trưởng giáo vung tay, còn nếu không dám đến, chẳng khác nào chưa đánh đã khai. Bọn họ cũng đừng trách Trùng Dương Cung ta không khách sáo. Mặc dù ông nói rất nhẹ nhàng nhưng bên trong lời nói lại che giấu sát khí. Hạ Thiên và Trương Minh Đà không cảm thấy có điều gì, nhưng ba người áo đen lại sợ hãi, cuối cùng nhận ra hành động giết đến Trùng Dương Cung của bọn họ ngu xuẩn đến cỡ nào. Cho dù không có Hạ Thiên, dựa vào ba người bọn họ, đoán chừng cũng không phải là đối thủ của vị nhậm trưởng giáo. Có thể nói trên đời này,
ngoại trừ vị lão thiên sư Long Hổ Sơn, chỉ có người trước mắt mới có tu vi xứng với hai chữ chân nhân. Mọi người cứ từ từ hỏi cung, ta không tham gia nữa. Hạ Thiên ngáp một cái, chậm rãi đứng dậy nói với Ninh Nhụy Nhụy, tiểu muội chân dài, chúng ta trở về ngủ bù đi. Nơi này chẳng có gì chơi cả. Ninh Nhụy Nhụy không muốn ngủ bù, ngược lại khá tò mò về chuyện của tiểu tiên giới, người muốn ngủ bù thì đi ngủ đi. Ta muốn nghe xem rốt cuộc đám người kia sẽ có hành động gì. Đám ngu ngốc đó còn có hành động gì chứ, đoán chừng đều là những hành động ngu xuẩn. Hạ Thiên nhếch miệng, không khỏi xem thường nhưng hắn vẫn ngồi xuống, không coi ai ra gì gối đầu lên đôi chân dài của Ninh Nhụy Nhụy. Ninh Nhụy Nhụy đã thành thói quen, sẽ không vì chuyện này mà làm ồn mặt đỏ đến mang tai, lại còn tự nhiên xoa đầu cho Hạ Thiên. Trương Minh Đà liếc nhìn Ninh Nhụy Nhụy và Hạ Thiên, trong lòng vô cùng hâm mộ. Tên đồ đệ này thật sự diễm phúc không cạn, đến đâu cũng không thiếu mỹ nữ tuyệt thế thì không nói, lại còn thuần phục những mỹ nữ tuyệt thế đó. Nhưng nghĩ lại, khi ông còn trẻ, ông cũng không thua kém hắn, hơn 100 tình nhân cũ là sự thật. Hiện tại ông còn có thể ăn luôn Liễu Tích Hoa. Nghĩ lại, eo lại mơ hồ cảm thấy đau. Thật sự tuế nguyệt không tha người. Nhậm trưởng giáo thấy Hạ Thiên và Trương Minh Đà không tập trung cho lắm, đành phải tự mình thẩm vấn ba người áo đen, ẩn tông các ngươi rốt cuộc có kế hoạch gì, các ngươi mau nói ra hết đi. Người che mặt cẩn thận suy nghĩ một chút rồi đáp. Dựa theo kế hoạch ban đầu của tông chủ, linh mạch dưới lòng đất Trung Nam Sơn sẽ sụp đổ trước đại hội ẩn tiên. Nhậm trưởng giáo sẽ chết vì linh mạch phản phệ. Đến lúc đó, ông ta sẽ ra mặt chữa trị linh mạch, nhờ vào công lao đó mà nhập chủ Trùng Dương Cung, khống chế linh mạch dưới lòng đất Trung Nam Sơn, lại thông qua đại hội ẩn tiên khống chế tán tu trong thiên hạ, dựng nên căn cơ sơ bộ ở tiểu tiên giới. Suy nghĩ của tên ngốc này đúng là rất hay. Hạ Thiên bật cười. Nhậm trưởng giáo cũng cảm thấy suy nghĩ của cái người gọi là tông chủ ẩn tông đó quá huyễn hoặc, nhưng ông không dám vì thế mà nảy sinh khinh thường. Nếu Hạ Thiên không đến Trung Nam Sơn, linh mạch dưới lòng đất nói không chừng sẽ sụp đổ thật sự. Đến lúc đó, ông tất nhiên sẽ lành ít dữ nhiều. Đại đệ tử Nhạc Đan Trần của ông dường như đã sớm bị người ta mua chuộc. Trùng Dương Cung chỉ sợ sẽ rơi vào tay của người kia. Còn gì nữa không? Nhậm trưởng giáo hỏi tiếp. Người che mặt tiếp tục trả lời, nửa đêm, tông chủ bỗng nhiên truyền lời xuống, nói kế hoạch thất bại, khởi động phương án dự bị. Bước đầu tiên của phương án chính là cứu Nhạc Đan Trần và sứ giả tiểu tiên giới ra. Ông ta còn dặn dò việc linh mạch có thể hoãn lại, nhưng nhất định phải lấy cho bằng được tảng đá có khắc nghịch thiên bát châm. Ta sợ là còn có một phương án nữa. Ánh mắt Nhậm trưởng giáo lạnh lại, chính là nghĩ cách giết chết Bần Đạo, khiến Trùng Dương Cung hỗn loạn. Đến lúc đó, vị tông chủ ẩn tông sẽ dựa vào đại đệ tử thủ tọa của ta mà thuận lợi thượng vị. Người che mặt đành phải im lặng, cho dù đúng, hắn ta cũng không dám gật đầu lung tung. Cơn tức giận trong lòng Nhậm trưởng giáo đã dần lắng lại, giọng nói cũng bình thản hơn trước, bên trong ẩn tông, ngoại trừ Trường Bạch Sơn còn có ai nữa không, người mau khai ra hết đi. Ngoại trừ tông chủ thì còn ngũ lão, người che mặt liếm môi, ẩn tông thu nạp hơn 300 tán tu. Chia thành 6 tổ nhỏ. Tông chủ và ngũ lão làm thành một tổ, chúng ta là thành viên của tổ Trường Thanh Sơn. Ngũ lão không lệ thuộc lẫn nhau, bọn họ cũng không biết thân phận của nhau, tổ viên như chúng ta biết lại càng ít. Một đám phế vật chẳng có tác dụng gì, lại còn chướng tai gai mắt nhau như thế, đúng là ngu hết thuốc chữa. Hạ Thiên khinh thường nói, không cần phải nói, tông chủ này của các ngươi là một tên ngốc. Ông ta mau tìm miếng đậu hũ thối đập đầu chết cho rồi. Trương Minh Đà im lặng, tán tu không có tông môn, không có tài nguyên, cho nên tu vi mới thấp, không được người ta để mắt, khó khăn lắm mới có được một tổ chức, lại còn đề phòng lẫn nhau. Thế cục như vậy không có gì đáng nói. Đừng nói là kế hoạch bá nghiệp lớn, có thể chống đỡ được nhiều năm như thế đã là ông trời thương lắm rồi. Thẩm vấn một hồi cũng không khai thác gì được thêm. Nói qua nói lại cũng chỉ bấy nhiêu tin tức, có hỏi nữa cũng lãng phí thời gian mà thôi. Mang xuống dưới, canh giữ chặt chẽ, tuyệt đối không để bọn họ bị người ta giết chết. Nhậm trưởng giáo gọi một số đệ tử đáng tin cậy đến, dặn dò bọn họ dẫn người đi. Trời sắp sáng rồi, Trương Minh Đà nhìn ra ngoài cửa sổ, phía đông đã ánh lên tia sáng, tiếp theo, nhậm trưởng giáo dự định ứng đối như thế nào? Nhậm trưởng giáo im lặng cả nửa ngày. Trong lòng đã có quyết đoán.
Ông nói với một số đệ tử đang canh giữ ngoài cửa, các ngươi lập tức xuống núi truyền lệnh của ta, báo cáo lại lượng người đến tham quan và ở lại tại tất cả chùa chiền, động phủ, nhà khách thuộc địa phận Trung Nam Sơn. Ông bổ sung thêm, còn nữa, các ngươi đi thông báo, đại hội ẩn tiên năm nay sẽ được tổ chức tại Đại Điện Trùng Dương Cung, thời gian là 9 giờ rưỡi. Tất cả ẩn tu Trung Nam Sơn phải tham gia đầy đủ. Nếu ai không đến, đến chế hoặc lặng lẽ rời khỏi Trung Nam Sơn, tất cả đều bắt lại cho ta. Rõ, đệ tử Trùng Dương Cung lập tức lĩnh mệnh, vội vàng tản đi. Nhậm trưởng giáo lại chắp tay với Hạ Thiên và Trương Minh Đà, việc này không thể coi thường. Dù sao tu vi của bần đạo không cao, cho nên ta mặt dày muốn mời hai vị giúp đỡ, đến lúc đó tọa trấn đại điện, tránh cho việc ngoài ý muốn phát sinh. Trương Minh Đà gật đầu đồng ý. Hạ Thiên không có hứng thú, nhưng thấy Ninh Nhụy Nhụy hào hứng như vậy, hắn cũng không từ chối. Dưới Trung Nam Sơn, bên trong một đạo quán rách nát, một số người đang thương nghị với nhau. Điều kỳ lạ là, những người này ở chung một phòng, nhưng diện mạo mơ hồ, ngay cả giọng nói cũng trải qua xử lý, đúng là có chút buồn cười. Trường Thanh Sơn Nhân, trong tay người toàn là phế vật, chút chuyện này cũng làm không xong. Một người mặc áo bào trắng che mặt không kìm được tức giận, mở miệng mắng to. Ngồi đối diện ông ta là một lão giả mặc thanh bào. Mặc dù không nhìn thấy rõ tướng mạo, nhưng râu tóc lộ ra ngoài lại bạc trắng. Thiên Chỉ Bạch Bào, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi đang chỉ trích lão phu sao? Lão giả thanh bào không vui quát lại. Người mặc áo bào trắng hừ lạnh một tiếng, bất mãn nói nhảm. Nhiều người như thế, tập kích vào ban đêm, nhưng toàn bộ lại thất bại, ngươi còn muốn lão tử khen ngợi ngươi hay sao? Lão giả thanh bào không cam lòng yếu thế mắng lại, ngươi cho rằng ngươi không phải phế vật sao? Nếu không phải sát thủ Bạch Bào ngươi sắp xếp dưới lòng đất không xử lý được Nhậm Đạo Phường và tên nhóc kia, chúng ta còn có thể bị động như thế à? Đánh giám, người mặc áo bào trắng tức giận đến mức hất tay chỉ vào lão giả thanh bào mắng to, các ngươi không phải không biết tên nhóc kia lợi hại như thế nào? Sát thủ Bạch Bào dưới tay ta làm sao có thể là đối thủ của hắn? Nếu như sớm biết có tên nhóc kia ở đó, lão tử sẽ không tham gia mấy chuyện lộn xộn này. Lão giả thanh bào nói xong, ánh mắt liếc nhìn nữ nhân bên cạnh, cho nên, vì sao tên nhóc Hạ Thiên xuất hiện tại Trung Nam Sơn, trước đó chúng ta không nhận được tin tức. Tô cô nương, ngươi có thể cho chúng ta một câu trả lời hài lòng hay không? Tô cô nương che cái miệng nhỏ, cười duyên nói, hai vị đại lão gia muốn đẩy trách nhiệm lên người một nữ tử yếu đuối như ta sao? Ha ha, nếu ai nhận định chỉ tán yêu nữ trong lời đồn là nữ tử yếu đuối, mắt người đó nhất định đã bị mù, đồng thời còn ngu nữa. Lão Ni cô ngồi bên cạnh Tô cô nương bất âm bất dương nói, nhưng, tin tức ẩn tông trước nay đều do ngươi phụ trách. Bây giờ xảy ra sơ suất, bọn họ chất vấn ngươi cũng là chuyện bình thường. Lão yêu bà ngươi muốn bỏ đá xuống giếng sao? Tô cô nương khinh thường cười nhạo, chỉ sợ tảng đá mà ngươi bỏ xuống giếng. Ngược lại sẽ đập nát đầu chó của ngươi. Lão Ni cô giận tím mặt, chỉ tay vào Tô cô nương, thái độ này của ngươi là gì? Ngươi dám dùng loại giọng điệu đó nói chuyện với ta sao? Được rồi, mọi người đừng ồn ào nữa. Một người áo đen thở dài, khoát tay nói với mọi người, ta gọi mọi người đến là muốn thương lượng làm sao để ứng đối, các ngươi tranh cãi với nhau có lợi ích gì? Có thể khiến Nhậm Đạo Phưởng chết ngay tức khắc sao? Bây giờ quan trọng nhất chính là trước khi tông chủ xuất hiện, chúng ta phải tận lực bình ổn tình thế, không thể để cho Nhậm Đạo Phưởng phát hiện ý đồ của chúng ta. Tô cô nương tức giận nói, các ngươi thật sự cho rằng Nhậm Đạo Phưởng là con lừa ngốc sao? Nhiều thuộc hạ bị ông ta bắt như thế, chẳng lẽ ông ta còn không hỏi ra được mấy chuyện thất bại này à? Cái gì là chuyện thất bại? Lão Ni cô dường như đặc biệt nhắm vào Tô cô nương, tức giận nói, đây là kế hoạch bá nghiệp của tông chủ. Ngươi lại khinh thường như thế. Mấy năm trước, ngươi chạy đến tìm chúng ta, ta đã cảm thấy ngươi có vấn đề, trong đầu sẽ có suy nghĩ bất lợi đối với tông chủ. Tô cô nương khinh thường liếc nhìn lão Ni cô, được rồi, lão thái bà, ta biết ngươi có một chân với tông chủ, không cần thiết chuyện nào cũng ra mặt, giống như sợ người nào đó không biết. Tuy nói lão vật bại hỏa, nhưng phẩm vị của tông chủ đích thật hơi kém chút. Ngươi nói bậy bạ gì thế? Lão Ni cô tức giận đến mức thuật pháp che giấu diện mạo thiếu chút nữa mất linh, đưa tay muốn đánh Tô cô nương, để xem hôm nay ta có xé nát miệng của ngươi không.
Đủ rồi, người áo đen giận tím mặt, một luồng sát khí trong nháy mắt tràn ra, khiến đám người còn lại run lên, vội vàng thành thật lại. Bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng, không còn ai dám lên tiếng. Lúc này, lão giả thanh bào không khỏi lên tiếng giảng hòa, bây giờ là thời khắc quan trọng, mọi người nên tin tưởng lẫn nhau, hiểu nhau. Bằng không, chẳng những làm hỏng đại sự của tông chủ, lại còn liên lụy đến tính mạng của chúng ta. Giọng nói của người mặc áo bào trắng hòa hoãn xuống, không khỏi hưởng ứng, đúng vậy, tán tu thiên hạ là người một nhà, huống chi chúng ta là người của ẩn tông, không cần thiết phải phân chia rõ ràng như thế. Việc cấp bách bây giờ chính là tiếp theo nên xử lý đại hội ẩn tiên như thế nào. Ta thấy Nhậm Đạo Phượng sắp xếp địa điểm ở đại điện Trùng Dương Cung, tuyệt đối không có ý tốt. Lão Nico vẫn còn chút uất khí khó bình, tức giận nói cái này còn cần ngươi nói đến sao. Nhậm lão tặc nhất định đã biết cái gì đó, muốn một mẻ hốt gọn chúng ta, cho nên ông ta mới đưa ra mệnh lệnh như thế. Ngươi đừng có nói nhảm. Tô cô nương quay sang nói lão Nico một câu, bây giờ ta muốn hỏi, chúng ta nên làm cái gì? Còn hỏi làm sao nữa? Tất nhiên là liều mạng với đám người Nhậm lão tặc. Hỏa khí lão Nico trong nháy mắt nổ tung, Nhậm Đạo Phượng ông ta còn chưa kết kim đan, đạo sĩ Trùng Dương Cung cũng chỉ có 100-200 người. Hiện tại, ẩn tông chúng ta có đến hơn 300 thành viên hạch tâm, lại có gần 1.000 thành viên bên ngoài. Chẳng lẽ chúng ta còn sợ không làm gì được Trùng Dương Cung? Ngu xuẩn, Tô cô nương cười nhạo. Lão Ni cô quay sang trừng mắt với Tô cô nương, người mắng ai đấy? Ngươi cho rằng ta không dám bắt ngươi sao? Nếu Trùng Dương Cung chỉ có một Nhậm Đạo Phượng, áp dụng kế hoạch của ngươi cũng không phải là không được. Tô cô nương cười nhạo, nhưng bây giờ thì khác. Hạ Thiên đang ở trên núi. Trong số các ngươi có ai có lòng tin làm gì được hắn hay không? Nghe xong, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh lại. Đa số tán tu tầng dưới chót ẩn tông không biết Hạ Thiên, cũng chưa từng nghe nói qua hắn, nhưng bọn họ thì khác. Bọn họ đã sớm từ nhiều con đường hoặc nhiều hoặc ít đều nghe đến chuyện của Hạ Thiên, nhất là tông chủ ẩn tông bọn họ đã nhiều lần nhấn mạnh, tuyệt đối không được là địch với Hạ Thiên. Bởi vì chính bản thân ông ta cũng không phải là đối thủ của Hạ Thiên. Người có tu vi cao nhất ẩn tông cũng chính là vị tông chủ này. Vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ? Lão Ni cô ngồi xuống ghế, bất mãn quát hỏi Tô cô nương. Tô cô nương cẩn thận suy nghĩ, sau đó chậm rãi nói, ta có nghe người ta nói qua, Hạ Thiên trời sinh tính lười nhác, chưa chắc đã có hứng thú với chuyện này. Hơn nữa, hắn ham chơi háo sắc. Nếu có chuyện gì có thể di chuyển sự chú ý của hắn, khiến hắn không rảnh bận tâm đến Trùng Dương Cung, hẳn có thể tranh thủ một ít thời gian cho tông chủ. Ngươi nói chính là mỹ nhân kế. Hay thật đó, người mặc áo bào trắng bừng tỉnh, càng nghĩ càng cảm thấy có lý, ta cũng nghe nói tên tiểu tử Hạ Thiên này háo sắc như mệnh. Trước kia, một nữ nhân của hắn bị khi dễ, hắn đã trực tiếp tiêu diệt Lý gia đời thứ hai ở Kinh Thành. Nhược điểm này đáng cho chúng ta phải suy tính thật kỹ. Lão giả thanh bào lắc đầu, khó. Mặc dù Hạ Thiên háo sắc, nhưng phải là tuyệt sắc, chúng ta đi đâu tìm mỹ nữ tuyệt sắc. Mắt các ngươi đúng là vụng, trước mắt đang có một người đấy. Người áo đen bỗng nhiên mỉm cười. Lão Ni cô nghe xong, xấu hổ lắc đầu, mấy người các ngươi đang trêu đùa ta. Cho dù ta chịu, tông chủ cũng không đồng ý. Lão yêu bà, người đừng có tự mình đa tình, người bọn họ nói chính là ta. Tô cô nương tức giận nói. Ngươi mà cũng tính là tuyệt sắc. Lão Ni cô chuyển từ xấu hổ sang tức giận, nói với Tô cô nương, ngươi chưa từng lộ diện lần nào, chỉ sợ ngươi xấu đến mức khó gặp người. Tô cô nương không bị khích, khoát tay nói, bổn cô nương đẹp hay xấu liên quan gì đến ngươi. Mặc dù chúng ta chưa từng nhìn thấy dung mạo của Tô cô nương, nhưng chúng ta tin rằng ngươi chính là một mỹ nữ tuyệt sắc. Người áo đen dùng giọng điệu không cần suy nghĩ nói, chuyện này can hệ trọng đại, mong Tô cô nương đừng từ chối. Hai, vậy ta chỉ biết cố mà làm thôi. Tô cô nương cũng biết tầm quan trọng của chuyện này, nhưng cũng không muốn cứ như vậy mà đồng ý, nhưng ta có một điều kiện. Người áo đen nói, ngươi cứ nói. Trước đó, ta muốn gặp mặt tông chủ. Tô cô nương nghiêm túc nói, nếu không, trong lòng ta khó mà bình an, làm việc cũng không được thống khoái. Ý của Tô cô nương là muốn nhìn thấy diện mạo chân thực của tông chủ chứ không phải dùng pháp thuật che giấu gương mặt như bây giờ. Không thể nào,
Lão Nico giống như bị lửa cháy xém mông, đứng phát dậy, ta thấy ngươi không có ý tốt. Tông chủ cơ thể ngàn vạn, sao có chuyện ngươi muốn gặp là gặp. Tô cô nương bất mãn nói, lão yêu bà, ta chẳng đoạt nam nhân của ngươi, ngươi kích động như vậy làm gì. Hơn nữa, ta chỉ muốn tự mình chứng thực một việc với tông chủ, điều này có liên quan gì đến ngươi. Nam Hải Tiên Ni, ngươi hơi kích động quá rồi đấy. Người áo đen bất mãn nhìn lão Nico, hiển nhiên cảm thấy bà ta quản quá rộng, thậm chí ngay cả chuyện liên quan đến tông chủ cũng muốn làm chủ, yêu cầu của tô cô nương cũng không quá phận, ta sẽ truyền đạt lại với tông chủ. Được, vậy Hạ Thiên bên kia sẽ do ta giải quyết. Tô cô nương cũng dứt khoát, gật đầu đồng ý, nhưng các ngươi thật sự có thể giải quyết Nhậm Đạo Phường và Trùng Dương Cung sao? Mặc dù lúc trước chúng ta thất bại, nhưng chúng ta cũng không phải là không có chuẩn bị. Lão nhân thanh bài hừ nhẹ một tiếng, ngạo nghễ nói, nếu Nhậm Đạo Phường muốn làm loạn, chúng ta không cần khách sáo với ông ta. Tóm lại, Trùng Dương Cung nhất định phải do tông chủ chấp trường. Đây mới là phúc phận của tu tiên giả trong thiên hạ. Người áo bào trắng nói tiếp, chúng ta chuẩn bị nhiều năm như thế còn không phải vì thời khắc đó sao, sao có thể chỉ vì một Nhậm Đạo Phường mà sợ đầu sợ đuôi. Được, người áo đen cũng hưng phấn hẳn lên. Nếu tông chủ thượng vị chức trưởng giáo Trùng Dương Cung, chúng ta cũng sẽ nhận được lợi ích vô tận. Mọi người cứ theo kế hoạch mà làm, tóm lại, chúng ta nhất định phải thành công. Mọi người đều gật đầu đồng ý, sau đó lần lượt rời đi. Người áo đen im lặng vài giây, bỗng gọi lại tô cô nương, ngươi ở lại, tông chủ đồng ý gặp ngươi. Vừa dứt lời, trong phòng bỗng nhiên sáng lên từng luồng bạch quang. Sau đó... một bóng người thon gầy từ trong bạch quang bước ra. Người này vừa nhìn thấy tô cô nương, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lười biếng, là ngươi muốn gặp ta. Ngươi là, sau khi tô cô nương nhìn thấy người này, không khỏi kinh hãi. Nàng hoàn toàn không nghĩ đến người này lại có dung mạo như thế, hơn nữa còn giống với người nào đó như đúc. Người đến khoảng hơn 40 tuổi, mặc dù hai bên tóc mai đã điểm trắng, nhưng ánh mắt vẫn rất sáng. Khí độ ung dung, là một người rất có mị lực. Tô cô nương kinh ngạc nhìn diện mạo của ông ta, 7-8 phần tương tự Hạ Thiên, cộng thêm khí chất lười biếng, đích thật khiến cho người ta có ảo giác ông ta chính là Hạ Thiên. Nếu Hạ Thiên già đi, khi hắn đến 40 tuổi, rất có thể hắn sẽ có diện mạo giống như thế. Người cảm thấy bất ngờ về diện mạo của ta sao? Người đến khẽ cười một tiếng, hơi trêu chọc. Tô cô nương cũng không có ý định giấu giếm. Trực tiếp trả lời, ta thật sự rất bất ngờ, bởi vì diện mạo của tông chủ và Hạ Thiên rất giống nhau. Cái này ta biết, cũng không phải chỉ một mình ngươi nói như vậy. Ngươi đến không quá quan tâm đến điều này, thản nhiên nói, nhưng ta và hắn chẳng có chút quan hệ nào cả. Bất luận huyết thống hay là bất kỳ phương diện nào khác, chỉ thuần túy trùng hợp mà thôi. Tô cô nương nửa tin nửa ngờ, nếu quả thật giữa hai người không có quan hệ. Tại sao ông ta nhất định phải nhấn mạnh điều này với nàng? Thật kỳ lạ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tông chủ Ảnh Tông cười nhạt, tiếp tục giải thích, gương mặt này vừa không xuất khí, vừa bán không được một văn tiền, cần chi phải giả mạo. Hơn nữa, dựa vào tuổi tác của ta, muốn giả mạo cũng phải là Hạ Thiên giả mạo ta. Ta không phải có ý đó. Tô cô nương lắc đầu liên tục. Có hay không cũng vậy. Bây giờ ta không muốn nói đến điều này. Tông chủ Ảnh Tông khoát tay, quyết định bỏ qua chủ đề đó, ta nghe Hắc Sơn nói người có biện pháp ngăn chặn Hạ Thiên, là thật sao? Hắc Sơn mà ông ta nói đến chính là người áo đen, một trong ngũ lão, cũng là tâm phúc tuyệt đối của ông ta. Tô cô nương nhẹ gật đầu, lại bồi thêm một câu, ta không có nắm chắc, chỉ muốn thử một chút. Ta cũng không có yêu cầu nào quá đáng cho ngươi cả. Chỉ cần ngươi có thể cầm chân được Hạ Thiên nửa canh giờ, ngươi đã lập được đại công rồi. Tông chủ Ảnh Tông nhẹ gật đầu, nói với tô cô nương, Nhậm Đạo Phường sẽ tổ chức đại hội ẩn tiên vào lúc 9 giờ rưỡi. Ta cũng sẽ tận lực giải quyết mọi việc trong nửa giờ này. Chỉ cần Hạ Thiên không làm dối trong khoảng thời gian đó, ta sẽ có 9 phần nắm chắc. Tô cô nương suy nghĩ cẩn thận một lát, sau đó trịnh trọng nói, ta biết rồi. Hắc Sơn nói ngươi còn có một việc muốn hỏi ta. Tông chủ Ảnh Tông lạnh lùng hỏi. Đã không cần hỏi nữa. Tô cô nương lắc đầu. Tông chủ Ảnh Tông ngoài ý muốn nhìn tô cô nương, chợt thở dài, ý vị thâm trường,
mặc dù mấy năm gần đây ngươi mới tìm đến nương tựa vào ta, nhưng ta tin tưởng ngươi không ít hơn các lão nhân trong tông. Cho nên, ngươi hãy cố gắng làm cho tốt, ngày sau ngươi tuyệt đối sẽ tiền đồ vô lượng. Giao tình giữa Nam Hải Thiên Ni và ta không sâu, nhưng bà ta gặp chuyện xúc động, không hiểu chuyện, ngươi thông cảm bỏ qua là được. Vâng, Tô cô nương gật đầu. Được rồi, ngươi chuẩn bị đi đi. Tông chủ Ảnh Tông yên lặng một lát, thấy Tô cô nương không còn gì để nói, ông ta liền khoát tay ra hiệu cho nàng lui ra. Khi Tô cô nương rời đi, nét mặt có chút biến ảo khó lường, không biết trong lòng đang suy nghĩ chuyện gì. Sau khi Tô cô nương rời đi không bao lâu, người áo đen xuất hiện, chậm rãi bước đến bên cạnh tông chủ Ảnh Tông. Tông chủ, nữ nhân này có thể tin được không? Chỉ thấy vị tông chủ Ảnh Tông kia vô cùng cung kính hỏi người áo đen. Nàng ta có tin cậy được hay không cũng không quan trọng, chỉ cần nghe lời là được. Người áo đen lạnh lùng, mặt không đổi sắc, trước đó nàng ta là người của Nam Thiên Môn, bởi vì đắc tội Ứng Thiên Vương mới âm thầm tìm nơi nương tựa mới. Về sau, Ứng Thiên Vương bại trong tay Hạ Thiên, Ứng Hiểu Nguyệt trở thành thuộc hạ của Hạ Thiên, Nam Thiên Môn chỉ còn trên danh nghĩa. Nàng ta cũng không còn đường nào khác để đi, chỉ có thể nghe theo bổn tông an bài. Thế nàng ta sẽ nghe lời sao? Vị tông chủ Ảnh Tông giả hơi lo lắng nói, ta thấy thái độ của nàng ta, dường như đã sớm quen biết với Hạ Thiên, không biết có phải là nội ứng Hạ Thiên phái đến hay không? Ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Người áo đen cười nhạo, cho dù Hạ Thiên không có đầu óc, hắn cũng khinh thường làm mấy chuyện này. Tên nhóc đã tự đại đến mức xem mình là đệ nhất thiên hạ, còn có danh xưng không sợ bất cứ âm mưu và cạm bẫy nào. Đã như vậy, nếu bổn tông chủ không cho hắn sáng mắt ra, hắn còn tưởng mình là đại nhân vật nào đó. Tông chủ Ảnh Tông giả mạo cười nói, quả nhiên tông chủ mới là nhân vật đệ nhất thiên hạ, tất cả mọi việc trên thế gian đều không thoát khỏi sự tính toán của ngài. Hừ, chỉ biết nịnh bợ thì im miệng đi. Người áo đen quát một tiếng, ngươi lo mà diễn cho tốt vở kịch của ngươi. Nếu để người ta nhìn ra sơ hở, đừng trách bổn tông chủ lấy mạng của ngươi. Vâng, tông chủ Ảnh Tông giả mạo đổ mồ hôi như mưa, gương mặt hiện lên sự lo sợ. Trung Nam Sơn, đại điện Trùng Dương Cung. Chưa đến 9 giờ, tán tu dưới núi đã lục tục kéo đến quảng trường trước điện. Đại hội ẩn tiên còn chưa bắt đầu. Mọi người tụm năm tụm ba bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Bọn họ cảm thấy năm nay Trung Nam Sơn quá bá đạo, can thiệp vào đại hội ẩn tiên. Tuy nhiên, đa số tán tu đều cần Trung Nam Sơn cung cấp linh khí và đan dược, cho dù trong lòng có bất mãn cũng chỉ có thể đến đây tham dự hội nghị. Trùng Dương Cung xảy ra chuyện gì thế? Đã 9 giờ rồi mà không ai ra đón tiếp chúng ta. Ai biết được Nhậm lão đạo có chủ ý gì? Vừa xuất quan đã nhúng tay vào chuyện của đại hội ẩn tiên. Chỉ sợ ông ta có ý khác, nói không chừng là muốn hợp nhất chúng ta làm việc cho Trùng Dương Cung. Vọng tưởng, hơn 100 năm trước, ngay cả vị tiền bối thu tiên kia cũng không làm được, Nhậm đạo phưởng ông ta xứng sao. Ta cảm thấy chuyện này không đơn giản, tất cả mọi người cẩn thận thì hơn. Ta thấy các ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi, Nhậm đạo phưởng không có ý đó đâu. Đánh giám. Ta thì nghĩ rằng Trùng Dương Cung chính là một tên lừa đảo. Tất cả mọi người đều nhận linh khí và đan dược của Trùng Dương Cung, người dựa vào cái gì mà nói họ lừa gạt. Một lát sau, thảo luận biến thành cãi lộn, mắt thấy mọi người sắp đánh nhau. Lúc này, một tiểu đạo đồng đứng trước đại điện cao giọng quát to, trưởng giáo Trùng Dương Cung đến. Nghe tiếng quát, Nhậm đạo phưởng cùng với một đám toàn chân đệ tử từ đằng sau bước ra. Xin chào Nhậm trưởng giáo. Tuy đám tán tu kia có không ít ý kiến đối với Nhậm đạo phưởng, nhưng khi nhìn thấy chân nhân, bọn họ vẫn cung kính hành lễ. Mọi người miễn lễ, không cần khách sáo. Nhậm đạo phưởng chậm rãi bước đến đại điện, mặt hướng chúng tán tu, ôn hòa nói, bần đạo thẹn với chức trưởng giáo Trùng Dương Cung, gần 30 năm bế quan thanh tu không hỏi tục vụ. Hôm qua, ta mới xuất hiện, trùng hợp đại hội ẩn tiên diễn ra. Cho nên ta không muốn bỏ lỡ, làm càn một lần, vượt khuôn di chuyển địa điểm tổ chức đại hội đến đại điện Trùng Dương Cung, mong các vị đừng trách. Năm nay, định mức cung cấp đan dược linh khí cho các vị sẽ tăng gấp đôi, để tỏ lòng áy náy của bần đạo đối với mọi người. Nói xong, Nhậm trưởng giáo khoát tay với đệ tử đằng sau. Hơn 10 toàn chân đệ tử cầm khay lớn, bên trên có linh khí và đan dược đưa đến tay chúng tán tu.
Một đám tán tu không khỏi nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể oán thầm, ngươi nói hay như thế, cấp bậc lễ nghĩa cũng làm đến mức này, ai còn dám có ý kiến. Nhậm trưởng giáo im lặng vài giây, thấy không ai có ý kiến, ho khan hai tiếng, nói tiếp, các vị đạo hữu đều là nhân kiệt nhất thời, về sau tu tiên giới còn phải dựa vào sự cố gắng của các vị. Đại hội ẩn tiên lần này sẽ thương lượng về chuyện linh mạch trên trái đất, đồng thời cũng muốn nghiên cứu thảo luận một chút về tương lai tu tiên giới. Nhưng nhiều người nhiều miệng, để nâng cao hiệu suất, chỉ bằng mọi người đề cử một vị đại diện cùng với bần đạo tiến vào đại điện thương lượng, như thế nào? Đây là chuyện đương nhiên rồi. Đại hội ẩn tiên trước đó cũng có quá trình như thế. Dù sao, có đến mấy trăm nghìn ẩn tu tham gia đại hội, nhiều người đến như vậy, người một câu ta một câu, đoán chừng đến trời tối cũng không đạt thành nhận thức chung. Nếu đã sớm có quy củ, quá trình chọn ra người đại diện cũng không diễn ra quá lâu, thậm chí mọi người còn ngầm thương lượng xong, rất nhanh 10 đại diện đã được cử ra. Bên trong 10 người này, già trẻ nam nữ đều có đủ. Nhậm Đạo Phượng vô cùng khách sáo mời 10 đại diện tán tu vào trong đại điện, những tán tu còn lại cũng không rời đi, dựa theo số ghế đã phân phát mà ngồi xuống. Dù sao, trong điện ngoài điện cũng không cách nhau quá xa, người bên trong thương lượng chuyện gì, bọn họ cũng có thể dự thính. Đương nhiên, không muốn nghe thì cứ hấp thu linh khí và đan dược, sau đó ngồi xuống tiêu hóa ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, tại thiên phòng đằng sau đại điện, Trương Minh Đà, Ninh Nhụy Nhụy và Thạch Thuần đều có mặt, chỉ không thấy Hạ Thiên đâu. Hạ Thiên đâu? Trương Minh Đà hỏi, nó đi đâu rồi? Ninh Nhụy Nhụy đáp, ta cũng không biết nữa. Vừa rồi ăn sáng xong, hắn bỗng nhiên đi đâu mất, ta còn tưởng rằng hắn đi tìm bá bá chứ. Anh rể không phải đã nhìn chúng tiểu đạo cô tỷ tỷ nào đó rồi chứ? Bây giờ hắn đang đi đùa bỡn người ta. Thạch Thuần cười nói, không thể nào đâu. Trương Minh Đà lắc đầu, ta đã sớm nhìn thấy đạo cô bên trong Trùng Dương Cung, chẳng có ai xinh đẹp. Nó để ý đến mới là lạ. Ninh Nhụy Nhụy im lặng, vị đại sư phụ này có vẻ cũng là một lão sắc lang, người bình thường ai sẽ rảnh rỗi đến mức đi nhìn hết toàn bộ đạo cô trong Trùng Dương Cung một lần chứ. Thế thì không biết anh rể đi đâu. Thạch Thuần lắc đầu, nếu không, để ta đi tìm hắn. Được rồi, không cần tìm nó đâu. Trương Minh Đà thản nhiên nói, nó là người biết nặng nhẹ, có thể nó đang đi làm chuyện gì đó. Khi cần, nó sẽ tự xuất hiện. Ninh Nhụy Nhụy cũng có suy nghĩ này. Cách làm việc của Hạ Thiên nhìn qua thì có vẻ không đáng tin cậy, nhưng thật ra trong lòng hắn luôn có phương pháp ứng đối của mình. Có đôi khi, suy nghĩ và cách làm của hắn khác với người bình thường, nhưng sau đó thường chứng minh được cách làm của hắn là đúng. Tuy nhiên, lần này Trương Minh Đà và Ninh Nhụy Nhụy rất có thể đã đoán sai. Bởi vì Hạ Thiên không đi xử lý chuyện quan trọng nào cả, hắn đang bị một nữ nhân cầm ô giấy dầu cản đường. Hạ Thiên, ngươi còn nhớ ta không? Ô giấy dầu hạ xuống, lộ ra một gương mặt xinh đẹp, mỉm cười hỏi hắn. Hạ Thiên nhìn nữ nhân này, lười biếng đáp chẳng nhớ. Ngươi là ai? Cái bệnh hay quên này của ngươi nặng quá rồi đấy. Nữ nhân cầm ô giấy dầu hơi tức giận. Ngươi nhanh như vậy đã quên mất người ta, là vì ta không đủ xinh đẹp hay là do ngươi quá bạc tình? Hạ Thiên nhếch miệng, bớt làm bộ đi, có việc thì nói, không việc thì biến, đừng để ta đánh ngươi. Đương nhiên là có việc rồi. Nữ nhân cầm ô giấy dầu cười nói, ta đến là để cứu ngươi một mạng. Nếu bây giờ ngươi đến đại điện Trùng Dương Cung, ngươi rất có thể sẽ chết, đồng thời còn hại chết những người khác. Mấy lời này chẳng dọa được Hạ Thiên. Ngược lại còn khiến hắn cảm thấy nhàm chán. Ta không cần bất cứ người nào đến cứu. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, nếu ngươi còn không mau biến đi, ngươi nhất định sẽ chết. Nữ nhân cầm ô giấy dầu thở dài, ngươi quả nhiên một chút cũng không thay đổi, vẫn bá đạo như vậy. Đừng có dùng giọng điệu đó nói chuyện với ta, làm như thể chúng ta quen thân lắm. Hạ Thiên bất mãn. Hạ Thiên, ngươi thật sự không nhớ ta hay là làm bộ không nhớ ta? Nữ nhân cầm ô giấy dầu rốt cuộc không nhìn được, chủ động giới thiệu, ta là Tô Mộng Lệ, một trong thiên tướng Nam Thiên Môn, đã từng gặp gỡ người rất nhiều lần. Hạ Thiên cũng không phải mắc bệnh hay quên, mà là hắn căn bản sẽ không nhớ những người quan trọng. Nghe nữ nhân này giới thiệu xong, hắn đột nhiên nhớ lại, thì ra là ngươi. Ngươi tìm ta làm gì? Dáng dấp của nữ nhân này cũng khá xinh đẹp nhưng không phải loại người mà Hạ Thiên thích.
Khi còn ở Trường Sinh Đế Quân, nữ nhân này còn giúp hắn và A Cửu, miễn cưỡng cũng có chút hảo cảm. Tô Mộng Lệ mỉm cười, nhìn chằm chằm Hạ Thiên, ngươi đừng có lãnh đạm như vậy, thật ra ta rất thích ngươi, cũng muốn làm nữ nhân của ngươi, chỉ là ngươi chướng mắt ta, thật đáng tiếc. Tuyệt không đáng tiếc, ta đã nói từ sớm, ta hoàn toàn không có hứng thú đối với ngươi. Hạ Thiên là người rất chú trọng cảm giác, muốn làm nữ nhân của hắn, không phải chỉ xinh đẹp là được, còn phải có cảm giác, thậm chí không xinh đẹp cũng được. Ninh Khiết lúc trước chính là như thế, còn Tô Mộng Lệ trước mắt này, hắn hoàn toàn không có suy nghĩ đó. Tô Mộng Lệ quả thật nghĩ không ra, chẳng lẽ ta không xinh đẹp, hay ngươi sợ ta không trung thành đối với ngươi? Tất cả đều không phải, không có cảm giác thì chính là không có cảm giác. Hạ Thiên có vẻ không được hứng thú cho lắm, ngươi có việc thì cứ nói ra, không có việc gì thì đi đi, đừng đứng đó lãng phí thời gian của ta. Tô Mộng Lệ cười hỏi, nếu ta đến là để lãng phí thời gian của ngươi thì sao? Ngươi có giết ta hay không? Giết ngươi thì không đến nỗi. Hạ Thiên nói, nhưng ta sẽ khiến cho ngươi nếm mùi đau khổ, về sau đừng đến làm phiền ta nữa. Cho dù ta không làm được nữ nhân của ngươi, làm bạn của ngươi cũng được mà. Tô Mộng Lệ biết tính cách của Hạ Thiên, cũng không tiếp tục dây dưa chủ đề này, không thì ta làm thuộc hạ của ngươi cũng được. Ta biết bây giờ Ứng Hiểu Nguyệt đang là thuộc hạ của ngươi. Bạn bè thì thôi đi, ngươi không có tư cách đó. Định nghĩa của Hạ Thiên về bạn bè dĩ nhiên cũng khác với người thường. Hắn khoát tay nói, muốn làm thuộc hạ của ta, ngươi hãy đến Giang Hải tìm vợ y y báo cáo là được rồi. Ta mặc kệ mấy chuyện này. Tô Mộng Lệ thở dài, lắc đầu nói, thôi quên đi. Ta chỉ vui lòng phục tùng ngươi, những người còn lại chưa xứng nhận được lòng trung thành của ta, nhất là nữ nhân của ngươi. Ta không muốn thấp hơn bọn họ một bậc. Cho dù ngươi làm nữ nhân của ta, ngươi cũng thấp hơn bọn họ một bậc. Hạ Thiên lười biếng đáp, à không, thấp đến hơn mấy bậc. Tô Mộng Lệ ngoài ý muốn hỏi, không phải ngươi từ trước đến nay đều đối xử với nữ nhân của mình như nhau sao, tại sao lại còn phân biệt như thế, hoàn toàn không công bằng. Công bằng là công bằng, thích là thích. Hạ Thiên thản nhiên đáp, cũng giống như vợ là vợ, vợ nhỏ là vợ nhỏ, dự bị là dự bị. Những thứ này không thể nhập làm một. Tô Mộng Lệ ôm mặt, hai, làm nữ nhân của ngươi thật là khó. Ta không làm nữa, im lặng thích ngươi là được rồi. Ngươi cứ tự nhiên, Hạ Thiên nói, còn nữa, nếu ngươi còn không vào vấn đề chính, ta đi đây. Ngươi biết ta tìm ngươi có việc, Tô Mộng Lệ dò hỏi. Hạ Thiên trừng mắt nhìn nàng, nói nhảm, không có việc ngươi tìm ta làm gì. Logic này nghe có vẻ cũng đúng nhưng lại cảm thấy không đúng. Tô Mộng Lệ còn chưa lấy lại tinh thần, đành nói, chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ ta tìm ngươi có chuyện gì sao? Không, Hạ Thiên lười biếng đáp lại một câu, nếu không nói, ngươi sẽ không còn cơ hội nữa. Quả nhiên ngươi không biết phong tình là gì cả. Tô Mộng Lệ thở dài tiếc nuối, đi thẳng vào vấn đề chính, có người phái ta đến đây ngăn cản ngươi tham gia đại hội ẩn tiên. Hạ Thiên không phản ứng, chỉ hỏi, sau đó thì sao? Sau đó ta đến tìm ngươi. Tô Mộng Lệ cười khẽ, ngươi sẽ phối hợp với ta sao? Không. Hạ Thiên quả quyết từ chối, ai bảo ngươi đến, ngươi gọi người đó đích thân đến, xem người đó có ngăn được ta không? Ông ta ngăn không được ngươi, cho nên mới bảo ta tới. Tô Mộng Lệ chợt nhớ đến tông chủ Ảnh Tông, nhưng người này rất có thể có quan hệ với ngươi, cho nên mới không dám ra gặp ngươi. Ngươi nói là tên ngốc nào thế? Hạ Thiên nhếch miệng, ta không có khả năng có liên quan gì đến mấy kẻ ngốc cả. Ta nói chính là tông chủ Ảnh Tông chúng ta. Tô Mộng Lệ hơi nghi hoặc một chút rồi nói, cách đây không lâu ta mới gặp ông ta, diện mạo ông ta rất giống ngươi. Nếu nói hai người không có quan hệ, trong khi diện mạo quá giống, thật sự có chút không được hợp lý cho lắm. Hạ Thiên lười biếng đáp, thế giới lớn như thế, hai người giống nhau cũng không phải việc gì to tát. Ta cảm thấy bên trong có vấn đề, ngươi không ngại cho người thăm dò một chút. Tô Mộng Lệ đề nghị với Hạ Thiên. Ví dụ như cha ngươi có anh em sinh đôi hay không, hoặc ngươi có chú bác anh em họ gì giống ngươi hay không. Nếu chẳng may các ngươi là người thân thì sao? Không thể nào, Hạ Thiên khó chịu nói, trước đó, vợ thần tiên tỷ tỷ đã điều tra qua, ta không có thân thích nào cả. Hơn nữa, người nhà của ta cũng chỉ là người bình thường. Người nào muốn từ phương diện này mà có ý đồ,
người đó nên sớm chết tâm đi. Tô Mộng Lệ lắc đầu, người có thể sinh ra yêu nghiệt kinh tài tuyệt diễm như ngươi, làm sao có thể là người bình thường. Đây chỉ là suy nghĩ đơn phương của các ngươi mà thôi. Hạ Thiên thản nhiên nói, tại sao người bình thường lại không có khả năng sinh ra thiên tài như ta? Chẳng lẽ có người quy định thiên tài chỉ do nhân tài sinh ra? Đơn giản chỉ là, sau khi người bình thường sinh ra thiên tài, một số người sẽ dùng hết mọi biện pháp biến người bình thường thành không bình thường. Ngươi nói cũng có lý. Tô Mộng Lệ gật đầu, cho dù các ngươi không có bất kỳ quan hệ nào, nhưng ông ta cũng không muốn trở thành kẻ địch của ngươi, cho nên ông ta mới trăm phương nghìn kế tránh đi phong mang của ngươi. Nếu đại hội ẩn tiên lần này không liên quan gì đến ngươi, chỉ bằng thành toàn cho ông ta đi. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, thành toàn cho ông ta có chỗ tốt gì đối với ta chứ? Nhưng dường như nó cũng không có chỗ xấu đối với ngươi. Tô Mộng Lệ khuyên nhủ, coi như ngươi giúp ta một chuyện. Chỉ cần ngươi ở đây với ta đủ nửa tiếng, nhiệm vụ của ta xem như hoàn thành. Đến lúc đó, ta có thể thu được sự tin tưởng của ông ta. Hạ Thiên hỏi ngược lại một câu, ngươi muốn ông ta tin tưởng ngươi để làm gì? Đương nhiên là để đối phó ông ta. Tô Mộng Lệ không hề có ý định che giấu, ta được Thiên Cung sai khiến, cố tình gia nhập Ảnh Tông làm nội ứng, chính là muốn tóm đầu kẻ đứng đằng sau Ảnh Tông. Mấy năm qua, khó khăn lắm mới có chút tiến triển, ta không muốn cứ như vậy mà thất bại trong gang tấc. Lãng phí thời gian như thế để làm gì? Hạ Thiên khinh thường, ngươi cứ trực tiếp xử lý tên tông chủ đó không được sao, còn cần chi phải tìm kiếm bí mật gì nữa? Ha ha, Tô Mộng Lệ xoay mòng mòng cán dù trong tay, cảm khái nói, không phải tất cả mọi người đều có bản lãnh giống như ngươi. Nếu tùy tiện ra tay, chỉ sợ người chết trước chính là ta. Hạ Thiên ngáp một cái, bởi vì các ngươi làm việc lúc nào cũng lề mề, mới khiến cho sự việc càng trở nên phức tạp. Các ngươi không thích dứt khoát, nhất định phải cong cong vẹo vẹo, còn tưởng rằng trí thông minh của mình rất cao, nhưng thật ra đều là một đám ngớ ngẩn. Nếu tất cả mọi người đều có suy nghĩ giống ngươi, thế giới ngược lại đơn giản rồi. Tô Mộng Lệ lắc đầu, nhưng nhàm chán thì nhàm chán, con người mà, chỉ đến khi nào tranh đến đấu đi. Xuất hiện đủ loại hành động mới khiến cho thế giới càng lúc càng thú vị. Vậy ngươi cứ ở đó mà từ từ thú vị, ta không chơi nữa. Hạ Thiên nhếch miệng, bước qua người Tô Mộng Lệ, thẳng đến đại điện Trùng Dương Cung. Tô Mộng Lệ lóe lên một cái, bay đến trước người Hạ Thiên, cười nói, chúng ta vừa mới nói chuyện chưa đến 5 phút, ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Thật ra, ta còn có chuyện thú vị hơn còn chưa nói với ngươi. Ngươi không cần nói. Ta lười nghe lắm. Hạ Thiên khoát tay, không thèm nhìn Tô Mộng Lệ. Lúc này, cảnh tượng chung quanh bỗng nhiên phát sinh lưu chuyển quỷ dị, giống như ống kính nhanh chóng chuyển động trong phim, chuyển càng lúc càng nhanh, toàn bộ thế giới đều trở nên mơ hồ. Ngớ ngẩn, chiêu thức như thế hoàn toàn không có tác dụng đối với ta. Hạ Thiên không thèm quan tâm, đi thẳng về phía trước. Hừ, có tác dụng hay không, ở lại một chút ngươi sẽ biết. Giọng nói này rõ ràng không phải Tô Mộng Lệ, nghe giống như một người phụ nữ đã lớn tuổi. Quả nhiên, giọng nói của Tô Mộng Lệ vang lên, Nam Hải Tiên Ni, ngươi đến đây làm gì? Hừ, ta biết ngươi sẽ không tận tâm làm việc cho tông chủ. Một lão ni cô rơi xuống giữa không trung, ném xuống một cái lồng lưu ly nhốt Hạ Thiên bên trong, cho nên, ta đến đây để giúp ngươi. Tô Mộng Lệ giận tím mặt, chỉ vào lão ni cô, ngươi quả thật đang tìm chết. Ngươi mới là muốn chết đấy. Lão ni cô trừng mắt nhìn Tô Mộng Lệ, ta đã nghe thấy hết toàn bộ câu chuyện của các ngươi. Ta nhất định sẽ báo lại với tông chủ, xem cái ngữ lăng loàn như ngươi làm sao mà thoát thân. Tô Mộng Lệ thở dài, có chút đồng tình, ngươi cho rằng ta lo lắng chuyện này sao? Ngươi quá ngu ngốc rồi. Ta nói ngươi muốn chết, bởi vì ngươi đã trêu chọc Hạ Thiên. Hắn cũng chẳng phải người tốt đâu. Ha ha, chỉ một tên nhóc con mà thôi. Có bản lãnh gì chứ? Lão ni cô khinh thường nhìn lướt qua Hạ Thiên đang bị nhốt trong cái lồng lưu ly, cũng không biết vì sao tông chủ lại kiêng kỵ hắn như vậy, một tứ phương tịnh ly cháo của ta cũng đủ khiến hắn thúc thủ vô sách. Bà ta còn chưa nói hết, chỉ nghe bành một tiếng, cái lồng lưu ly nổ tung. Không thể nào, lão ni cô kinh ngạc vô cùng, không thể tin nổi, đây chính là bảo khí ngàn năm, thế gian không ai có thể dung chuyển nửa phần. Tại sao hắn lại làm được? Hạ Thiên bước đến gần lão ni cô,
gương mặt chỉ toàn là sự khinh thường, ngươi muốn dùng cái thứ rách nát này vây khốn ta, ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi đấy. Chẳng lẽ ngươi cũng có bảo khí? Lão Nico vẫn không cách nào tiếp nhận sự thật này, bằng không, ngươi làm sao có thể phá được tứ phương tịnh lưu cháo của ta? Rác rưởi thì chính là rác rưởi, có nổ thêm nữa thì cũng không thể biến nó thành bảo vật. Hạ Thiên nhếch miệng, cái lồng rách kia của ngươi đối với ta mà nói thì chẳng khác gì rác rưởi. Ngươi mới là rác rưởi đấy, đây chính là bảo khí tông chủ đích thân ban cho ta. Ngươi dám hủy nó, nạp mạng đi. Lão Nico nổi giận, rút một thanh quỷ đầu đao từ trong hư không, thân hóa trường hồng bổ tới Hạ Thiên. Hạ Thiên đã sớm có dự liệu, hai tay khoanh trước ngực, một chút cũng không hoảng loạn. Lão Nino sử dụng thanh đao bá đạo như thế, thật sự rất đáng kinh ngạc. Tô Mộng Lệ đứng bên cạnh xem kịch vui, nhưng trong đầu lại cho rằng khẩu vị vị tông chủ kia thật nặng, có như thế ông ta mới để ý lão Nico tính tình nóng nảy này. Lão Nico bị Tô Mộng Lệ chọc giận, quát lớn với nàng, đồ lăng loàn ngươi đừng có mà đắc ý. Đợi ta làm thịt tên tiểu tử kia xong, ta sẽ thu thập ngươi. Vậy ngươi không có cơ hội rồi. Tô Mộng Lệ lắc đầu tiếc nuối, ngay cả tông chủ của ngươi còn tự nhận mình không phải là đối thủ của Hạ Thiên, chỉ dựa vào ngươi thì thôi đi. Ngươi nên sớm rút lui, đừng để mất mạng một cách oan uổng. Chết đi cho ta, lão Nico không tin vào điều này, hai tay phồng lên, vung quỷ đầu đao nặng như núi bổ vào đầu Hạ Thiên. Bành! Hạ Thiên không tránh không né, chuôi đao nặng nề chém vào đỉnh đầu của hắn, phát ra tiếng kêu đinh tai nhức óc. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, thanh quỷ đầu đao trong nháy mắt nổ thành từng mảnh vụn. Cái này, lão Nico trợn tròn mắt, nhân sinh quan một lần nữa bị khiêu chiến nghiêm trọng, trong khoảnh khắc không cách nào tiếp nhận được hiện thực này, người rốt cuộc là ai? Hạ Thiên ngáp một cái, người không biết ta là ai, lại dám đến làm phiền ta, không thể không nói, người rất dũng cảm, nhưng cũng rất ngu ngốc. Bà ta không phải dũng cảm, bà ta chỉ là không có đầu óc mà thôi. Tô Mộng Lệ không thể nhịn được cười, nhưng bà ta vẫn có chút mị lực. Bằng không, tông chủ ảnh tông sẽ không coi trọng bà ta. Khẩu vị của ông ta đúng là nặng. Hạ Thiên nhìn vào hai mắt lão Nico, cảm khái nói, là mãnh sĩ chân chính. Lão Nico vốn đang sợ hãi, lúc này bị Hạ Thiên và Tô Mộng Lệ mỗi người một câu làm cho bốc hỏa, mắng to, ngươi đừng tưởng rằng ngươi làm hỏng hai bảo khí của ta thì ngươi ngon. Ta có cách chém hai ngươi thành muôn mảnh. Vậy ngươi lấy ra đi. Tô Mộng Lệ cười nhạt, vẻ mặt trào phúng, ta cũng muốn biết tông chủ rốt cuộc thích ngươi bao nhiêu, lại cho ngươi nhiều đồ tốt đến như thế. Khi ta giết ngươi, ta cũng cảm thấy có chút thành tựu. Lão Nico hơi biến sắc, cảm giác không ổn, hừ lạnh một tiếng, bớt làm bộ đi. Bây giờ ta giết các ngươi đây. Tay áo bà ta hất lên, mấy chục bóng đen to bằng viên thuốc bay về phía Hạ Thiên và Tô Mộng Lệ. Sau khi gặp gió, bóng đen vỡ nát biến thành hắc vụ, che phủ bốn phía như đêm tối. Nhân cơ hội này, lão Nico im lặng bay về phía sau, lặng yên rời khỏi. Ngươi muốn chạy, không dễ như vậy đâu. Một dải lụa màu đỏ đột nhiên bay ra từ hắc vụ, quấn chặt tay lão Nico, trói bà ta thành một cái bánh chưng, tóm bà ta quay trở về. Tô Mộng Lệ, ngươi dám đối với ta như vậy sao? Lão Nico mắt thấy không còn cơ hội chạy trốn, không khỏi chửi ầm lên, nếu để tông chủ biết, ngươi tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Tô Mộng Lệ che miệng cười khẽ, thế ngươi không cho tông chủ biết không được sao? Ngươi, lão Nico không phản bác được, trên người ta có mệnh phù do tông chủ ban thưởng. Nếu các ngươi dám giết ta, các ngươi sẽ dính nhân quả trên lá bùa. Đến lúc đó, tông chủ sẽ tìm đến các ngươi báo thù cho ta. Mệnh phù, Tô Mộng Lệ nghe xong, không khỏi cau mày, phiền phức rồi. Nàng quay sang hỏi Hạ Thiên, ngươi có biện pháp gì giải quyết không? Hạ Thiên nhếch miệng, liên quan gì đến ta? Tại sao lại không liên quan đến ngươi chứ? Tô Mộng Lệ khó hiểu nhìn Hạ Thiên, chậm rãi nhắc nhở, vừa rồi bà ta ra tay với ngươi, hơn nữa còn đến hai lần, chẳng lẽ ngươi không tức giận? Hạ Thiên đáp, ta chưa từng tức giận với người chết. Người chết, Tô Mộng Lệ ngẩn người, nhìn thoáng qua lão Nico, bỗng nhiên hiểu ra, ngươi hạ thủ quá nhanh, quá bí ẩn. Ta một chút cũng không phát hiện ra được. Để ngươi nhận ra, ta còn gì là đệ nhất thần y trong thiên hạ nữa? Hạ Thiên hờ hững đáp. Tô Mộng Lệ nghe xong,
bỗng nhiên cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, ngươi không phải đã thi châm trên người ta chứ? Ngươi không có bệnh, ta thi châm trên người ngươi làm gì? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Tô Mộng Lệ chỉ vào lão Nico đang nằm dưới đất, không hiểu chẳng lẽ bà ta có bệnh? Đương nhiên là bà ta có bệnh, Hạ Thiên thành thật đáp, người có bệnh mà không được chữa trị tốt thì phải chết. Hay, bệnh này thật sự hay. Tô Mộng Lệ cười đến run rẩy, nhìn không ra ngươi vẫn rất hài hước. Hạ Thiên thản nhiên hỏi, chẳng lẽ ngươi cũng muốn bị bệnh này? Không, tuyệt đối không. Tô Mộng Lệ vội vàng lắc đầu. Vậy ngươi còn không mau biến đi. Hạ Thiên bất mãn chừng nàng một cái, thuận tiện ngươi mang lão bà này đi luôn. Ở lại đây chỉ tổ ô nhiễm không khí. Tô Mộng Lệ thở dài, nói với Hạ Thiên, xem ra phân lượng của ta trong lòng ngươi không đáng nhắc đến. Ngay cả chút chuyện nhỏ đó ngươi cũng không muốn giúp ta. Ta để ngươi nói nhảm nhiều như vậy đã rất nể mặt ngươi rồi. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, ngươi đừng tiếp tục lãng phí thời gian của ta nữa. Nếu không, ta đánh ngươi thật đấy. Tô Mộng Lệ khá hiểu Hạ Thiên, biết hắn nói chuyện xưa nay chính là vậy, nói là làm. Nếu nàng còn dây dưa nữa, hắn sẽ đánh nàng thật, thậm chí còn đánh mất hảo cảm về nàng trước đó. Được, vậy ta đi. Tô Mộng Lệ mặc kệ nhiệm vụ hay không nhiệm vụ, tay nhấc lão Nico nửa sống nửa chết, nói với Hạ Thiên, trước khi đi, ta vốn muốn nói một câu, ta thật sự rất thích ngươi, ngươi không suy nghĩ lại sao? Chờ ngươi đầu thai lại rồi nói sau. Hạ Thiên tùy ý đáp một câu. Tô Mộng Lệ cũng không cho rằng đây là câu nói đùa, ngược lại còn tưởng là thật, chỉ vào Hạ Thiên, vậy ngươi chờ đấy. Ta sẽ đầu thai chuyển thế, sau đó đến tìm ngươi. Nhàm chán, Hạ Thiên khoát tay, hắn chẳng tin mấy chuyện đầu thai chuyển thế, đừng làm mấy chuyện vô dụng đó nữa. Vô dụng hay hữu dụng, phải thử qua mới biết được. Tô Mộng Lệ cười nói, Hạ Thiên, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại. Nói xong, Tô Mộng Lệ mang theo lão Nico rời đi. Xung quanh trở nên yên tĩnh giống như chưa từng có nàng xuất hiện qua. Hạ cư sĩ, Hạ cư sĩ. Lúc này, có người gọi Hạ Thiên, hai tiểu đạo sĩ đang chạy về phía hắn. Tại sao ngài còn ở đây, trưởng giáo đang chờ ngài bên trong đại điện. Một tiểu đạo sĩ mắt quầng thâm vội vàng nói, đại hội ẩn tiên đã bắt đầu, ngài mau theo chúng ta đến đó. Hạ Thiên cười nói, chẳng có việc gì cả, cần chi phải gấp gáp. Các ngươi dẫn đường đi. Hai tiểu đạo sĩ nhìn nhau, có cảm giác không thích hợp, nhưng không biết là không thích hợp chỗ nào, chỉ là thời gian không chờ người, vẫn nên dẫn người đến đại điện trước đã. Vậy chúng ta đi, tiểu đạo sĩ mắt quầng thâm do dự một hai giây, sau đó quay người đi trước. Tiểu đạo sĩ mũi củ tỏi còn lại bị bỏ lại đằng sau Hạ Thiên, đành nhắm mắt theo sát. Thái độ của Hạ Thiên vẫn hờ hững, hết nhìn đông đến nhìn tây, không nhanh không chậm đi tới. Đi không biết qua bao lâu, tiểu đạo sĩ mắt quầng thâm dừng lại, chỉ vào một cánh cửa đằng trước, đại điện ở đó. Hạ cư sĩ, ngài mau tranh thủ vào đi, bọn họ đang chờ ngài. Hạ Thiên cũng không nói thêm câu nào, càng không nhìn hai tiểu đạo sĩ, bước thẳng đến cánh cửa kia. Hai tiểu đạo sĩ mở to mắt, nhìn chằm chằm Hạ Thiên. Nhìn hắn từng bước bước về phía cánh cửa, sau đó bước qua cánh cửa. Phù, cuối cùng cũng bước qua rồi. Tiểu đạo sĩ mắt quầng thâm lau mồ hôi trán, thở phào một hơi. Tiểu đạo sĩ mũi củ tỏi cũng cảm thấy may mắn, nhưng lại không hiểu ta thấy hắn cũng chẳng có gì lạ, có cần phải cẩn thận như vậy không? Ngươi thì biết cái gì? Tiểu đạo sĩ mắt quầng thâm chừng đồng bọn mình một cái, cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm. Người càng nhìn bình thường lại càng phải cẩn thận, ai biết được hắn bình thường hay đang giả bộ, nếu chẳng may chúng ta mắc lừa, chúng ta sẽ không tiện bàn giao với tông chủ. Ta không rõ, nếu tông chủ đã biết vì tô cô nương kia sẽ không tận tâm, vì sao lại còn phái nàng ta đi làm chuyện này. Tiểu đạo sĩ mũi củ tỏi hơi nghiêng đầu, cứ phái hai chúng ta làm việc không được sao. Bây giờ lại còn mất luôn cả Nam Hải Tiên Ni. Tiểu đạo sĩ mắt quầng thâm một lần nữa khinh thường nhìn đồng bọn, đầu óc người đúng là chậm chạp. Lão Nico không chết, tô cô nương làm sao mà thượng vị? Tô cô nương không thượng vị, làm sao gạt được người thiên cung? Không gạt được người thiên cung, làm sao tông chủ có thể phản công thiên cung, sau đó trở thành đệ nhất nhân thiên hạ tu tiên giới? Đúng là phức tạp, tiểu đạo sĩ mũi củ tỏi lắc đầu, mỉm cười nói, vẫn là chúng ta làm việc dễ dàng hơn.
chỉ cần vây khốn Hạ Thiên nửa tiếng là được. Tiểu đạo sĩ mắt quầng thâm không khỏi đắc ý, kết giới thú của chúng ta là nhất lưu, vây chết một hai tu tiên giả cũng không đáng kể. Thật sao? Một giọng nói thứ ba đột nhiên vang lên. Hai tiểu đạo sĩ lông tơ dựng đứng, huyết dịch toàn thân giống như ngừng lại. Hạ Thiên đương nhiên biết hai tiểu đạo sĩ này có vấn đề, thậm chí còn nhìn ra được bọn họ không phải người. Nhưng hắn cũng không có ý định tế ra Thiên Long Tưởng Pháp, chỉ muốn nhìn hai người kia có thể làm ra được chuyện gì. Nếu thú vị, hắn sẽ không giết bọn họ, chỉ đánh một trận rồi xong. Nếu quá nhàm chán, hắn sẽ chuẩn bị trừ yêu. Đương nhiên, hai tiểu đạo sĩ này xét một cách nghiêm ngặt thì cũng không được tính là yêu, chỉ giống như vị tiểu cô nương lăng linh, thuộc một loại linh thú, sau đó được điểm hóa thành người mà thôi. Bước qua cánh cửa kia, Hạ Thiên cũng không nhìn thấy có thứ gì đặc biệt, chỉ có Trương Minh Đà, Ninh Nhụy Nhụy và Thạch Thuần mà thôi. Ngươi đi đâu vậy? Tại sao bây giờ mới đến? Trương Minh Đà hơi bất mãn nhìn Hạ Thiên, đại hội ẩn tiên sắp bắt đầu rồi. Đừng lề mề nữa, ngươi ngồi xuống trước đi. Đằng trước chính là đại điện Trùng Dương Cung. Giọng nói của Nhậm trưởng giáo và đại diện tán tu có thể truyền rõ đến nơi này. Hắn nghe thấy bọn họ cãi nhau khá kịch liệt. Nếu nơi này không phải Trùng Dương Cung, đoán chừng bọn họ đã sớm đánh nhau. Hạ Thiên nghe xong, cảm thấy quá nhàm chán. Anh rể, ngươi ngồi ở đây đi. Thạch Thuần nhường lại cái ghế đầu cho Hạ Thiên, đưa cho hắn ít thức ăn vặt. Lột mấy múi cam nhét vào miệng hắn, chúng ta cứ xem trò hay trước mắt đã. Chẳng có gì hay cả. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, cũng không từ chối, nhưng chỉ ngồi nửa mông, sau đó nghiêng đầu gối lên đùi Ninh Nhụy Nhụy. Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy đã quen, vô thức xoa trán cho hắn. Ngồi chẳng ra sao cả. Trương Minh Đà vỗ trán, sớm biết như thế, trước kia ta nên dạy ngươi thật nghiêm, tránh cho bây giờ ngươi cứ cả lơ phất phơ. Hạ Thiên nhếch miệng, lời này hình như không phải ông nên nói thì phải. Tại sao ta không nên nói? Trương Minh Đà hơi tức giận, chẳng lẽ đại sư phụ của ngươi không có quyền nói ngươi hai câu sao? Danh con, ngươi đúng là người không biết ơn. Giọng điệu mà ngươi bắt chước chẳng ra gì, đại sư phụ sẽ không bao giờ nói chuyện với ta như vậy. Tiểu Hạ lắc đầu bất mãn, cuối cùng, vẫn là tu vi của ngươi quá kém, giả mạo nhân vật ngay cả năm thành giống cũng không được. Sắc mặt Trương Minh Đà hơi thay đổi, người đang nói hưu nói vượn gì thế, tại sao ta nghe không hiểu? Hai, Hạ Thiên thở dài, cảm thấy thất vọng, ban đầu, ta còn tưởng rằng đám người các ngươi có thể lấy ra được thứ gì hay ho, kết quả vẫn rác rưởi như thế. Ánh mắt Trương Minh Đà lấp lóe không yên. Còn ngươi nữa, đừng có ấn. Hạ Thiên hơi nghiêng đầu sang, đối mặt với Ninh Nhụy Nhụy, nếu tiểu muội chân dài có thể nghe lời như thế. Ta đã sớm bắt đầu song tu với nàng ấy rồi. Ngươi nói vậy là có ý gì? Ninh Nhụy Nhụy nhìn Hạ Thiên, ta giúp ngươi xoa trán, mà ngươi còn nói ta làm sai, vậy ngươi biến đi, đừng gối đầu lên đùi ta nữa. Lại thất bại, đầu Hạ Thiên cũng không xê dịch, miệng nói không ngừng, tiểu muội chân dài bị chọc cũng không có phản ứng như thế. Các ngươi học không đến nơi đến chốn gì cả. Anh rể, ngươi vừa vào đã lải nhải. Không phải ngươi bị chúng ta hay uống lộn thuốc chứ? Thạch Thuần đưa tay sờ trán Hạ Thiên, không phải. Ngươi chính là đệ nhất thần y trong thiên hạ, ngươi không nên phạm phải sai lầm cấp thấp này chứ? Ngươi mới uống lộn thuốc đấy. Hạ Thiên liếc nhìn Thạch Thuần, Thuần nha đầu, ở đây chỉ có ngươi là thật. Ngươi tỉnh lại một chút đi, thấy người khác đạo thế mà cũng không phát hiện ra. Đạo, đạo gì? Thạch Thuần mờ mịt, thật sự không hiểu, ta đang ngủ. Là Nhụy Nhụy tỷ đến đánh thức ta dậy, sau đó dẫn ta đi ăn sáng, cuối cùng là đến đây. Ở đây có vấn đề à? Hạ Thiên lười biếng nói, chỗ nào cũng có vấn đề, chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra được âm thanh trong đại điện chỉ là tái diễn hay sao? Tái diễn, Thạch Thuần không khỏi ngẩn người, tính tâm ngưng thần lắng nghe một hồi, lập tức nhảy dựng lên, đúng là đang tái diễn, giống như phát ra từ hộp băng ghi âm. Tại sao lại như thế? Hạ Thiên mỉm cười nói, rất đơn giản, bởi vì tiến trình đại hội ẩn tiên không có nhanh như vậy. Bọn họ đang muốn phục dựng lại cảnh tượng ở đó, nhưng năng lực thôi diễn lại không đủ, đành phải qua loa như thế. Vậy ý của ngươi là, Trương Bá Bá và Nhụy Nhụy tỷ đều là người khác giả mạo. Thạch Thuần không dám tin nhìn Trương Minh Đà và Ninh Nhụy Nhụy, phát hiện hai người bọn họ giống như bị điểm huyệt, không hề nhúc nhích.
Hạ Thiên thuận miệng nói, cũng không phải giả mạo, chỉ là hai hư ảnh mà thôi. Bây giờ bị ta phát hiện, tất nhiên không diễn nổi nữa. Không phải chứ, ai thất đức như vậy, lại dám đùa nghịch bổn cô nương. Thạch Thuần tức đến muốn bể phổi, chỉ muốn đánh người, còn nữa, anh rể, nếu ngươi đã biết ở đây là giả, tại sao không nói sớm một chút, hại ta cứ ngồi đây như con ngốc. Ngươi vốn ngốc mà, Hạ Thiên cười nói. Ai nói, Thạch Thuần trừng mắt nhìn Hạ Thiên, ta rất thông minh, môn học nào cũng đều đạt điểm tối đa. Từ nhỏ đến lớn, lão sư nào cũng gọi ta là thiên tài. Hạ Thiên chào phúng, đó là vì bọn họ chưa từng gặp qua thiên tài chân chính. Được rồi, không tranh cãi với ngươi nữa. Thạch Thuần cảm thấy nàng có tranh cãi nữa cũng vô dụng, vì thế nàng từ bỏ việc tranh cãi với Hạ Thiên, nếu là giả, chúng ta còn ở đây làm gì? Nhụy Nhụy tỷ không thấy ta, tỷ ấy nhất định rất lo lắng. Hạ Thiên lười biếng nói, yên tâm đi, bên phía nàng ấy cũng sẽ có ngươi. Cái gì, thế lại càng không được. Thạch Thuần nghĩ đến có người giả mạo mình, còn có thể chiếm tiện nghi của Ninh Nhụy Nhụy, nhịn không được nữa. Nắm chặt đôi bàn tay trắng như tuyết đánh một quyền về bốn phía. Oanh! Một quyền này đánh vào trong không khí, mềm nhũn, không hề phát huy tác dụng. Hạ Thiên nhắc nhở, ở đây là kết giới, người đánh đại như vậy cũng vô dụng thôi. Anh rể, tại sao ta không thấy ngươi nôn nóng gì cả? Thạch Thuần tức giận trừng mắt nhìn Hạ Thiên, nếu chẳng may có người chiếm tiện nghi của Nhụy Nhụy tỷ thì làm sao bây giờ? Thế thì không có khả năng. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, tiểu muội chân dài không ngốc như người đâu, nàng ấy chắc chắn không bị mắc lừa. Thạch Thuần nhếch miệng, nếu người giả mạo ta chiếm tiện nghi của Nhụy Nhụy tỷ thì làm sao bây giờ? Nghe Thạch Thuần nói, Hạ Thiên lập tức đứng lên. Với tính tình của Ninh Nhụy Nhụy, mặc dù nàng sẽ từ chối Hạ Thiên đủ kiểu, nhưng bị con bé Thạch Thuần ngoài sáng trong tối chấm mút, tâm phòng bị sẽ không còn nặng như trước. Thuần nha đầu! Người đi với ta tìm đám ngu ngốc đó tính sổ. Hạ Thiên nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi gấp lên, lấy ra một cây ngân châm, tiện tay điểm vào một nơi nào đó trong hư không. Chỉ thấy trời đất đảo ngược, căn phòng bắt đầu vặn vẹo. Trương Minh Đà và Ninh Nhụy Nhụy giả cũng biến thành một luồng sương mù. Chưa đến một giây, kết giới đã bị Hạ Thiên phá. Lúc này, hai kết giới thú hóa hình thành tiểu đạo sĩ đang ngồi khoa trương với nhau. Một người nói, chúng ta là kết giới thú nhất lưu, cho dù vây chết Hạ Thiên và nữ nhân kia bên trong cũng không đáng kể. Hạ Thiên nhìn bọn họ, lạnh lùng hỏi, thật sao? Lúc này, hai tiểu đạo sĩ sợ đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, chậm rãi quay người nhìn về phía Hạ Thiên, tại sao ngươi lại ra được? Các ngươi cảm thấy mấy thứ đồ chơi rẻ rách đó có thể vây khốn ta? Hạ Thiên khinh thường nói. Tiểu đạo sĩ mắt quầng thâm hơi ngạc nhiên, đây chính là kết giới nhất lưu, ngay cả tu tiên giả kim đan kỳ viên mãn, ít nhất cũng phải mất 10 năm mới phá được. Đúng vậy, tiểu đạo sĩ mũi củ tỏi cũng nói theo, năm đó, chúng ta đã vây chết hai tu tiên giả kim đan kỳ. Hạ Thiên bĩu môi, khinh bỉ nói, điều đó chỉ có thể nói người bị các ngươi vây khốn đều là phế vật. Tiểu đạo sĩ mắt quầng thâm chắp tay với Hạ Thiên, vâng, vâng. Hạ cư sĩ quả nhiên không giống phàm nhân. Ngươi chắc hẳn đã sớm đột phá kim đan, kết thành nguyên anh. Tiểu đạo sĩ mũi củ tỏi cười ha hả, nếu thật thì đáng mừng rồi. Chúc hạ cư sĩ sớm ngày hóa thần. À không, độ kiếp, thậm chí bạch nhật phi thăng. Phi cái đầu ngươi đấy. Hạ Thiên cho hai tiểu đạo sĩ mỗi người một bạt tai, ngươi cho rằng giấm của loài ngựa thì hữu dụng đối với ta sao? Hạ cư sĩ, ta sai rồi. Ngươi thả ta đi. Tiểu đạo sĩ mắt quầng thâm ôm mặt, quỳ xuống trước mặt Hạ Thiên, gào khóc, ta trên còn lão mẫu 800 tuổi, ở dưới còn con cái chưa chuyển thế đầu thai. Tiểu đạo sĩ mũi củ tỏi dập đầu, Hạ cư sĩ, hắn ta lừa gạt ngươi đấy. Chúng ta đều là sinh linh trong trời đất, hoàn toàn không có phụ mẫu, hơn nữa hắn ta còn chưa kết hôn, lấy đâu ra con cái. Mẹ nó, ngươi dám vạch trần chúng ta. Tiểu đạo sĩ mắt quần thâm không còn khóc lóc, đứng lên đạp cho đồng bọn mình một cước, ngươi có tin ta đánh ngươi hay không? Tiểu đạo sĩ mũi củ tỏi không cam lòng yếu thế, lập tức nhào đến, tưởng ta sợ ngươi sao? Thế là, hai người nhào vào đánh nhau, cứ tưởng nơi đây là chốn không người. Anh rể, hai người này sợ rằng không phải thiểu năng. Thạch Thuần nhìn có chút buồn cười, nhưng nghĩ lại thấy đau răng.
Chẳng lẽ nàng bị bọn họ lừa gạt? Hạ Thiên lười nghe hai người nói nhảm, đâm cho mỗi người một châm. À, đừng mà, khó khăn lắm mới được điểm hóa thành người, ta còn chưa chơi chán mà. Tiểu đạo sĩ mắt quầng thâm không khỏi hoảng sợ, rằng co bỏ chạy. Tiểu đạo sĩ mũi củ tỏi thấy thời cơ bất ổn, quạch một tiếng giống như chuột xông vào trong rừng. Ngươi chạy sao? Thân ảnh thạch thuần lóe lên, bắt được tiểu đạo sĩ mũi củ tỏi trở về. Hai vị xin rủ lòng thương xót, chúng ta sống cũng không dễ dàng gì. Ở tinh cầu không có linh khí này, khó khăn lắm mới biến thành hình người. Tiểu đạo sĩ mũi củ tỏi dập đầu như dã tỏi, chúng ta biết sai rồi, ngươi tha cho chúng ta lần này đi. Thạch thuần nghe bọn họ cầu xin tha thứ như thế, có chút mềm lòng nhìn sang Hạ Thiên. Hạ Thiên từ trước đến giờ không hề để ý đến mấy lời loè loẹt này, lại đâm cho bọn họ một châm. Hai tiểu đạo sĩ dùng tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được thu nhỏ lại, cuối cùng ngưng tụ thành hai ngọc bài hình thú màu xanh da trời lẫn màu xanh lá cây. À, nhìn đáng yêu quá. Thạch Thuần nhặt hai ngọc bài hình thú lên, anh rể, cho ta nhé. Ngươi lấy đi, Hạ Thiên thuận miệng nói, dùng làm trang sức hoặc bùa hộ thân đều được. Trung Nam Sơn, Đại Điện Trùng Dương Cung. Bầu không khí trò chuyện giữa Nhậm trưởng giáo và đại diện tán tu rất hòa hợp, rất nhanh đã chào hỏi xong, bắt đầu tiến vào vấn đề chính. Chư vị đồng đạo đều là trụ cột vững vàng của tu tiên giới. Tuy Trung Nam Sơn là một tiểu phái nhỏ, nhưng chúng ta cũng nguyện ý tận sức mọn vì tu tiên giới. Nhậm trưởng giáo thản nhiên nhìn tán tu chung quanh, chậm rãi nói, mấy năm gần đây, trên trái đất đã có linh khí khôi phục xuất hiện bên ngoài, linh khí hải ngoại lại càng thêm dồi dào. Linh mạch trong núi của ta bị tổn thương, càng lúc càng ít, chỉ sợ khó mà chống đỡ. Đại hội ẩn tiên lần này ta cũng muốn thương lượng một chút, việc phân phát linh khí và đan dược về sau sẽ phải giảm một nửa. Nghe xong, đại diện tán tu không khỏi biến sắc, mọi người nhìn nhau, biểu hiện của từng người khác nhau. Nhậm trưởng giáo, e rằng điều này không được ổn cho lắm. Một đại hòa thượng trên đầu có sẹo không nhìn được liền lên tiếng, mấy tháng gần đây, linh khí hải ngoại đích thật tấp nập, nhưng là họa hay phúc thì vẫn còn chưa biết. Lúc này quý phái cắt giảm tiếp tế linh khí và đan dược, ta thấy quý phái không được tử tế cho lắm. Đã có người dẫn đầu, những người khác không khỏi hùa theo. Ai cũng không muốn phân ngạch của mình bị cắt giảm. Đúng vậy, Hải Đại Hòa Thượng nói rất có lý. Chuyện linh khí bất thường như vậy, đối với chúng ta là tốt hay xấu, còn cần nghiên cứu lại. Cho dù linh khí thật sự khôi phục, chúng ta cũng không tranh nổi với các danh môn đại phái. Cho nên, để trấn an chúng ta, quý phái nên gia tăng định mức mới đúng, tại sao lại còn cắt giảm? Một nữ tử khoảng 40 tuổi đột nhiên cau mày, có chút bất thiện nhìn Nhậm trưởng giáo, Nhậm đạo phường, các trưởng giáo trước đó đều chưa từng đề cập đến chuyện này. Ngươi vừa xuất quan đã nhắc đến, có phải ngươi muốn mượn chuyện này chèn ép chúng ta, buộc chúng ta phải xưng thần với Trung Nam Sơn ngươi? Bà ta nói rất lớn, gần như trực tiếp chỉ sự lo lắng của chúng tu. Các tán tu còn lại đều cảm thấy nữ nhân này thật sự quá lớn mật, nhưng đồng thời cũng bội phục bà ta. Tất cả đều quan sát biểu hiện của Nhậm trưởng giáo, chờ ông trả lời. Lời của Triệu Tiên cô nghe vô cớ quá, nói chuyện cũng không khách sáo. Nếu bần đạo quả thật nghĩ như thế, Nhậm trưởng giáo dừng lại 2-3 giây, sau đó cười nói, 30 năm trước, ta đã cắt luôn nguồn cung cấp cho các vị, không cần chờ đến bây giờ. Ý của Nhậm trưởng giáo là gì? Ông bớt nói mấy lời vi diệu lại đi. Hải Đại Hòa Thượng cau mày, vô cùng không vui, Trung Nam Sơn các ngươi cung cấp linh khí và đan dược cho chúng ta cũng không phải là ân thưởng, mà là khoản bồi thường Trần trưởng giáo đã hứa sẽ cho chúng ta sau khi các ngươi phạm sai lầm lớn hơn 100 năm trước. Không sai, Triệu Tiên cô lập tức gật đầu phụ họa, đây là sự đồng ý của Trần trưởng giáo năm đó, vĩnh viễn không thay đổi. Nhậm đạo phường, ông ấy là sư phụ của ngươi, ngươi sẽ không xem lời ông ấy là dám chứ? Nhậm trưởng giáo cũng không tức giận, trầm ngâm một hồi, lập tức đáp, không sai, cách đây hơn 100 năm, bởi vì bổn phái không quan sát, dẫn đến đại kiếp tu tiên giới. Sư tôn bần đạo cảm thấy áy náy về điều này, cho nên mới lập xuống lời thề, đồng thời cũng truyền xuống cho hậu bối tử tôn không được làm trái. Còn chưa kết thúc sao? Một nam tử trẻ tuổi diện mạo thanh tú vỗ tay cười nói, ta thấy, Nhậm trưởng giáo chỉ đang nói đùa mà thôi. Mọi người đừng chú ý đến. Hải Đại Hòa Thượng hừ lạnh một tiếng,
mấy trò đùa này bớt chơi lại. Nếu tán tu trong thiên hạ đều tưởng thật, đến lúc đó cục diện không dễ thu thập. Mặc dù thái độ của các tán tu khác không cứng rắn bằng Hải Đại Hòa Thượng, nhưng ý tứ biểu đạt cũng không kém bao nhiêu. Nhậm trưởng giáo im lặng không nói, tinh tế quan sát phản ứng của những người này, suy đoán trong lòng càng thêm minh xác. Lúc này, Ninh Nhụy Nhụy đang dự thính đằng sau cảm thấy nghi hoặc, đám tán tu này khó tránh khỏi quá cứng nhắc đi. Kiếp nạn lần đó cũng không phải Trung Nam Sơn khởi xướng, việc phân phát linh khí và đan dược chỉ nghiêng về tình, không phải bổn phận. Bọn họ dựa vào cái gì mà tỏ thái độ ăn chắc Trùng Dương cung thế? Trương Minh Đà cười lạnh, dựa vào da mặt bọn họ dày, ăn chắc Trùng Dương cung là danh môn đại phái không dám nuốt lời. Ninh Nhụy Nhụy và Hạ Thiên gặp được các đạo trưởng An Tâm Quán bên trong bí cảnh dưới đáy biển, từ trong miệng ông ấy biết được chi tiết về đại kiếp, cũng biết đây không phải trách nhiệm của Trùng Dương cung. Cho nên, bọn họ đều đồng tình với Trùng Dương cung, không khỏi sinh lòng chán ghét đám tán tu lòng tham không đáy này. Bọn họ quá đáng quá. Ninh Nhụy Nhụy lắc đầu, nếu không phải Hạ Thiên đã sửa xong linh mạch, chỉ sợ Trung Nam Sơn sẽ bị bọn họ mài chết. Sự việc không đơn giản như vậy. Trương Minh Đà cau mày, có chút lo lắng, ta càng lúc càng hoài nghi, thật ra việc linh mạch bị tổn hại cũng nằm trong kế hoạch của một số người. Bằng không, cũng không có nhiều thế lực tiềm ẩn trong lòng đất như thế. Nếu Hạ Thiên không chữa khỏi bệnh cho Nhậm trưởng giáo, chủ trì đại hội ẩn tiên lần này chính là đại đồ đệ của ông ấy. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ninh Nhụy Nhụy nửa tin nửa ngờ, nếu tất cả đều nằm trong kế hoạch của người kia, vậy thì ông ta quá đáng sợ rồi. Mưu đồ cách cục hơn 100 năm. Đây cũng không phải là chuyện quá khó tin. Trương Minh Đà khẽ cười một tiếng, giải thích với Ninh Nhụy Nhụy, tuổi thọ của những người tu tiên kéo dài, năng lực vượt qua người bình thường. Bọn họ cũng đã sớm chán ghét sự hưởng lạc mà người bình thường theo đuổi, cho nên bọn họ thích đùa bỡn nhân tính. Ngươi đừng tưởng rằng bọn họ có hùng tâm trí lớn gì cả. Đại cục trăm năm chỉ là phương thức để bọn họ giết thời gian mà thôi. Ninh Nhụy Nhụy nghe xong, tam quan của nàng như muốn sụp đổ, hình tượng tiên phong đạo cốt của tu tiên giả trong đầu trong nháy mắt vỡ nát. Ngươi cảm thấy rất chấn động đúng không? Trương Minh Đà khẽ cười một tiếng, cái gọi là tu tiên giả, mặc dù cũng có một chữ tiên nhưng cũng không phải là tiên. Trong quá trình tu hành, tu vi tăng lên, tuổi thọ tăng lên, nhưng dục vọng cũng tương tự tăng lên. Tử sắc bình thường, bọn họ đã sớm hưởng thụ qua, cũng đã sớm bất mãn với nó. Nhân tính bẩn thỉu, trong cái gọi là tu tiên giới này, đó cũng là nguyên nhân ta kiên quyết không tu tiên. Hạ Thiên hắn, Ninh Nhụy Nhụy vô thức muốn phản bác. Trương Minh Đà khoát tay, Hạ Thiên là dị loại, một tên yêu nghiệt, một tên quái thai, không có tính phổ biến. Tiểu tử đó có một chấp nhất vô lý đối với sắc đẹp. Nó có thể không để ý hết thảy, nhưng tu vi của nó lại theo song tu mà nhanh chóng tăng lên. Nếu chúng ta đang ở thời cổ đại, tiểu tử này bảo đảm sẽ là một đạo tặc hái hoa. Ninh Nhụy Nhụy tưởng tượng hình dáng đạo tặc hái hoa của Hạ Thiên, không khỏi bật cười một tiếng. Bây giờ nó còn chưa đến, xem ra có phiền phức rồi. Trương Minh Đà cũng cười theo nhưng sau đó lại có chút lo lắng. Ninh Nhụy Nhụy thản nhiên nói, với bản lãnh của hắn, không có phiền phức nào có thể làm khó được hắn. Nó đương nhiên không có phiền phức, Trương Minh Đà thở dài, ta nói chính là chúng ta. Nếu nó không xuất hiện, điều này nói rõ chúng ta sắp có phiền phức rất lớn. Ninh Nhụy Nhụy đột nhiên hiểu ra, nếu ẩn tông phái người ngăn cản Hạ Thiên, điều này đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ ra tay ở đây. Đúng lúc này, tiền đường truyền đến tiếng hét to, giống như Nhậm trưởng giáo và đại diện tán tu đàm phán không thành. Trước đó, hai bên vẫn luôn tranh luận định mức đan dược và linh khí, nhưng sau đó hướng gió lại chuyển thành vụ án Trùng Dương cung. Thậm chí còn quy chụp đại kiếp 120 năm trước của tu tiên giới lên đầu Trùng Dương cung. Biểu hiện của Nhậm trưởng giáo vẫn trầm ổn, giọng nói càng lúc càng lạnh, trận đại chiến 120 năm trước, các ngươi biết rõ trách nhiệm không phải Trung Nam Sơn, thậm chí chính các ngươi mới là người gieo gió gặt bão, liên lụy đến linh mạch Trung Nam Sơn ta tổn hại. Sư tôn ta luôn ghi nhớ tán tu là người một nhà, nghĩ đến các ngươi tu hành không dễ. Cho nên mới quyết định phân phát linh khí và đan dược hàng năm cho các ngươi. Các ngươi chẳng những không biết ơn, lại còn âm thầm tụ tập, mưu toàn ám hại Trùng Dương cung, chư vị không cảm thấy xấu hổ sao? Nhậm đạo phưởng, ý của ngươi là gì? Triệu tiên cô không khỏi giận dữ,
quẳng chén trà mắng to, không phải trách nhiệm của Trùng Dương cung ngươi chẳng lẽ là trách nhiệm của chúng ta? Đại hội ẩn tiên lần trước cũng được cử hành ở đây, vị tiền bối tu tiên kia cũng là do sư phụ ngươi mời đến. Cuối cùng ông ta phát rồ tàn sát đồng đạo, giết chết hơn phân nửa tán tu. Ngươi lại nói Trung Nam Sơn ngươi không có trách nhiệm, quá hoang đường rồi. Hải Đại Hòa Thượng cũng phụ họa theo, nhậm trưởng giáo, nếu ngươi không muốn cung cấp linh khí và đan dược cho chúng ta, ngươi cứ việc nói thẳng, cần chi phải dùng thủ đoạn đó. Ngươi thật sự cho rằng tán tu trong thiên hạ chúng ta đều là ăn mày, nhất định phải ăn bố thí của ngươi sao? Đúng đấy, Trung Nam Sơn không hiền đâu. Nhậm Đạo Phượng, ngươi đã làm mất mặt sư phụ của ngươi. Cái gì danh môn đại phái, nói chuyện như cái rắm đấy. Chỉ bằng chúng ta phá hủy đạo quan đổ nát này, xem bọn họ còn dám khinh thường chúng ta nữa không. Ngoài điện, oán khí đám tán tu sôi trào lên, tuyên bố kêu gào muốn hủy đi Trùng Dương cung. Mọi người bình tĩnh lại một chút, nhậm trưởng giáo cũng không nóng vội, vẫn mỉm cười lên tiếng, liên quan đến vụ án hơn 100 năm trước, bây giờ chúng ta phán định đúng sai cũng đã không còn có ý nghĩa. Bần đạo giảm phân nửa cung ứng linh khí và đan dược cũng chỉ vì linh mạch dưới lòng đất đang bị tán loạn, thật sự khó mà gánh nổi. Nhưng điều này cũng không phải Trùng Dương cung nhắm vào các vị mà còn có nguyên nhân khác. Nguyên nhân gì? Một lão già tóc vàng với hai cái bao trên đầu lên tiếng hỏi. Hải Đại Hòa Thượng hừ nhẹ một tiếng, nguyên nhân gì chứ? Chỉ sợ đây là cạm bẫy. Nhậm trưởng giáo vẫn vân đạm phong khinh, là cạm bẫy hay là cái gì khác? Mọi người lắng nghe một chút cũng đâu có sao. Ông đã nói đến mức như vậy, nếu còn có người dây dưa không rõ, đảo loạn chủ đề, nói rõ lập trường người này có vấn đề. Được, ta cũng muốn nghe cao kiến của nhậm trưởng giáo. Triệu Tiên cô cười nhạo một tiếng, khoanh tay ngồi xuống ghế của mình. Nhậm trưởng giáo gật đầu, nói tiếp, đại kiếp tu tiên giới năm đó đã khiến linh mạch dưới lòng đất Trung Nam Sơn chúng ta phải chịu ảnh hưởng, sinh ra tổn hại. Ba đời trưởng giáo đều ra sức bù đắp lỗ thủng linh mạch nhưng cuối cùng vẫn phải thất bại. Nhưng hôm trước có một vị cao nhân ra tay, chữa trị linh mạch dưới lòng đất như lúc ban đầu. Bần đạo cảm ơn, cho nên đã quyết định dùng một nửa linh mạch để cảm tạ hắn. Vì thế, việc giảm phân nửa số lượng của mọi người cũng chỉ là tình thế bất đắc dĩ. Bành! Hải Đại Hòa Thượng nổi nóng, đập nát ghế ngồi bên dưới, ta cũng muốn biết là vị cao nhân nào có thể chữa trị linh mạch. Ta thật sự chưa từng nghe thấy qua, nhậm trưởng giáo không phải đang biên tập một cố sự nào đó chứ. Vị cao nhân đó tên Hạ Thiên, nhậm trưởng giáo nheo mắt lại, thản nhiên đáp. Ngay khi cái tên này được nhắc đến, thái độ của đại diện tán tu trong đại điện trở nên khác hẳn. Có người chưa từng nghe qua tên Hạ Thiên, cho nên vẻ mặt ai nấy cũng đều ngơ ngác. Nhưng có người lại biết Hạ Thiên, vì thế tất cả đều kinh ngạc. Còn có người sớm biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng vẻ mặt lại không hề lộ vẻ khác thường, chỉ có thể làm ra vẻ kinh ngạc, nhìn qua khiến người ta phải bật cười. Nhậm trưởng giáo quan sát hết thần thái của từng người, trong lòng lại càng nắm chắc. Hạ Thiên là tiền bối của Phúc Địa Động Thiên nào thế? Hải Đại Hòa Thượng sửng sốt vài giây, khó hiểu hỏi, tại sao ta chưa hề nghe nói qua như thế? Mấy người khác cũng phụ họa theo. Bọn họ hình như cũng chưa từng nghe nói qua người này. Nhậm trưởng giáo chậm rãi giải thích, tu vi của Hạ Thiên cao hơn chúng ta, nhưng hắn không phải tiền bối tu tiên mà là một vị thần y. Ngươi chỉ biết nói bậy mà thôi. Triệu Tiên cô nghe nhậm trưởng giáo nói xong, không khỏi tức giận chỉ vào ông mà mắng, ta nghe nói thần y chữa bệnh cho thú, cho người, thậm chí cho cây cũng có, nhưng làm gì có thần y chữa linh mạch. Chỉ sợ là thần côn thì có. Nhậm trưởng giáo, kỹ xảo lái sang chuyện khác của ngươi quá vụng về. Linh mạch là thứ hư ảo, không có thực thể, làm sao mà chữa? Đúng, tại sao ngươi không nói hắn ngay cả trời cũng chữa khỏi đi? Ta thấy ngươi chỉ tùy tiện biên tập một câu chuyện để lừa gạt chúng ta. Nói như vậy, ngươi hãy trực tiếp mời vị cao nhân đó ra cho chúng ta nhìn qua một chút. Đại diện tán tu cùng nhau chỉ trích nhậm trưởng giáo, thái độ giống như muốn bức ông thoái vị. Trong lòng nhậm trưởng giáo lại càng tin tưởng phán đoán của mình, nhưng hiện tại ông không cách nào gọi Hạ Thiên xuất hiện. Ông cũng đoán được ảnh tông nhất định đã dùng thủ đoạn nào đó lưu Hạ Thiên lại. Hạ cư sĩ đang ở trên núi, nhưng hắn đang có một số chuyện cần phải xử lý, tạm thời không có ở trong đại điện.
Nhậm trưởng giáo không nhanh không chậm nói, nếu các vị muốn gặp hắn, chờ đại hội ẩn tiên kết thúc, bần đạo có thể dẫn kiến. Hải đại hòa thượng không khỏi cười nhạo, nhậm trưởng giáo, ngươi nói sao nghe buồn cười quá. Ở đây chính là Trung Nam Sơn, còn có chuyện gì quan trọng hơn đại hội ẩn tiên chứ? Ta thấy hoàn toàn không có người này, ngươi đang cố ý trêu chọc chúng ta. Nhậm trưởng giáo, đầu tiên ngươi cắt định mức linh khí của chúng ta xuống còn một nửa. Điều này cũng không sao, chỉ cần lý do chính đáng là được. Chúng ta cũng không phải là người không biết nói lý. Nam tử thanh tú giang hai tay, cười nói, nhưng ngươi lại quy nguyên nhân giảm định mức linh khí xuống còn một nửa cho Hạ Thiên, lại không cho chúng ta gặp hắn. Lý do này thật sự quá gượng ép, muốn chúng ta không hoài nghi cũng khó. Ninh Nhụy Nhụy đằng sau không giữ được bình tĩnh, Trương Bá Bá, chỉ bằng chúng ta ra ngoài làm chứng cho nhậm trưởng giáo đi. Không vội, Trương Minh Đà khoát tay, hơn nữa, ngươi làm vậy cũng không có ý nghĩa gì. Bọn họ đã hạ quyết tâm liên kết chuyện này với quá khứ, thuận tiện bức lui nhậm trưởng giáo mà thôi. Chúng ta ra ngoài làm chứng, bọn họ sẽ bắt chúng ta chứng minh. Mấy chuyện này quá phiền phức, không cần thiết. Nhưng cũng không thể để cho bọn họ khi dễ nhậm trưởng giáo. Ninh Nhụy Nhụy tức giận nói. Trương Minh Đà mỉm cười, ngươi quá ngây thơ rồi. Cho dù ngươi muốn ra ngoài làm chứng, ngươi cho rằng ngươi trở ra được sao? Trương Bá Bá, Bá Bá nói vậy là có ý gì? Ninh Nhụy Nhụy khó hiểu nhìn Trương Minh Đà. Trương Minh Đà im lặng, thản nhiên nhìn Thạch Thuần vẫn yên tĩnh như chim cút bên cạnh. Sao? Ninh Nhụy Nhụy vẫn không hiểu, nhưng chợt nàng cảm thấy có cái gì đó không bình thường. Thạch Thuần quá yên tĩnh. Sau khi bước vào phòng, nàng không hề nói chuyện, hoàn toàn không hợp với tính cách hoạt bát của nàng. Nếu đã bị các ngươi nhìn ra, ta cũng không cải trang nữa. Thạch Thuần thở dài, đưa tay lên mặt lau qua một cái, lộ ra hình dáng ban đầu, là một nữ nhân sắc mặt lạnh lùng khoảng 30 tuổi, hai ngươi tốt nhất đừng nên nhúc nhích. Ta đã sớm thả độc đằng trong phòng. Chỉ cần các ngươi động đậy, chúng sẽ đâm xuyên qua các ngươi. Thạch Thuần đâu, ngươi đã làm gì con bé? Ninh Nhụy Nhụy nhướng mày, cũng không sợ người này uy hiếp, nếu nàng ấy bị tổn thương một sợi lông, ta sẽ khiến cho ngươi hối hận cả đời. Ha ha, tình cảm sâu đậm nhỉ. Nữ nhân mặt lạnh khẽ cười, nhưng ngươi yên tâm đi, tiểu ni tử đó không phải ta đối phó, tất nhiên sẽ có người ngăn cản nàng ta. Các ngươi chỉ cần đừng hành động thiếu suy nghĩ, ta cũng không làm gì các ngươi. Xem ra, các ngươi chuẩn bị khá đầy đủ. Sắc mặt Ninh Nhụy Nhụy vẫn không thay đổi, nhưng nàng lại tự trách bản thân sơ sót, đồng thời cảm thấy không vui khi đám người ảnh tông thẩm thấu một cách vô khổng bất nhập như thế. Tuy nhiên, ngươi cho rằng chỉ dựa vào ngươi thì ngươi nắm chắc bắt được hai chúng ta. Có bắt được hay không cũng không quan trọng. Nữ nhân mặt lạnh đốt cho mình điếu thuốc, hít hai hơi. Chậm rãi phun ra một vòng khói, quan trọng là ta có chuẩn bị mà đến, còn các ngươi thì lại sơ sẩy. Nội điểm này thôi cũng đủ rồi. Trong lời nói mang theo sự uy hiếp. Hiển nhiên, lực chú ý của Trương Minh Đà và Ninh Nhụy Nhụy đều tập trung vào đại điện, khi đó nữ nhân này đã bố trí xong sát chiêu. Mặc dù tu vi của nàng ta không bằng Ninh Nhụy Nhụy, nhưng lại chiếm được tiên cơ. Đây cũng là sức mạnh của nàng ta. Ninh Nhụy Nhụy tự biết sai lầm. Đang suy nghĩ sửa sai. Đừng phí tâm tư đó nữa. Trương Minh Đà lại khuyên, chúng ta cứ chờ xem kịch vui. Diễn đến lúc này rồi, nhân vật chính sẽ xuất hiện. Ninh Nhụy Nhụy im lặng không nói thêm gì nữa. Cái này mới đúng, nữ nhân mặt lạnh nhẹ gật đầu, người thức thời luôn sống lâu một chút. Lúc này, bên trong đại điện, tranh luận cũng càng lúc càng kịch liệt. Được rồi, nhậm trưởng giáo. Chúng ta cũng không kiên nhẫn tranh luận với người Hạ Thiên có phải là thần y hay không thần y. Hải đại hòa thượng không kiên nhẫn được nữa. Ông ta đứng lên, bước đến trước mặt nhậm trưởng giáo, lạnh giọng nói, tóm lại, linh khí và đan dược không những không được giảm, hơn nữa còn phải tăng gấp đôi. Đây là Trung Nam Sơn các ngươi thiếu chúng ta. Thái độ của Triệu Tiên cô cũng tương tự, thậm chí còn ác liệt hơn, nhậm đạo phường, ta biết ngươi đang có ý đồ gì. Đơn giản cũng giống như tên họ Trác, muốn chiếm đoạt chúng ta. Tiếc là, chúng ta bây giờ không phải chúng ta trước kia. Sai lầm tương tự, chúng ta sẽ không phạm lần thứ hai. Hai, ban đầu bần đạo dự định thương lượng với các vị cho ổn thỏa, đáng tiếc người nào cũng hung hăng càn quấy.
Lửa giận trong lòng Nhậm trưởng giáo có chút không đè nén được, chuyện của hơn 100 năm trước đúng hay sai, bần đạo cũng lười tính toán. Nhưng các người cứ chụp cái mũ lên trên đầu Trùng Dương cung chúng ta, đúng là buồn cười. Có cái gì mà buồn cười? Hải Đại Hòa Thượng quả quyết phản bác, người là do Trùng Dương cung các ngươi mời đến. Khi đại kiếp xảy ra, Trùng Dương cung các ngươi cũng không ngăn cản. Có khi các ngươi muốn tọa sơn quan hổ đấu, ngư ông đắc lợi. Người năm đó, chết thì chết, trốn thì trốn, có thể sống đến hiện tại không có mấy ai. Triệu Tiên cô thản nhiên nói, Trùng Dương cung các ngươi muốn mượn cơ hội lật lại bản án, chỉ sợ không có cửa, bởi vì chúng ta vẫn còn chưa chết. Triệu Tiên cô, người nói như đúng rồi. Nhậm trưởng giáo cười nhạt, chuyện năm đó, chỉ có người năm đó là rõ ràng nhất. Nhưng năm đó có ngươi và Hải Đại Hòa Thượng sao? Nhậm Đạo Phượng, lời này của ngươi là có ý gì? Triệu Tiên cô phát hiện hôm nay bà nhiều lần nói câu nói này, có chút cảm giác không ổn. Nhậm trưởng giáo cười nhạt một tiếng, quơ ống tay áo, chuyện năm đó, bần đạo cũng không có mặt, cũng chỉ nghe lại từ chính miệng sư phụ mà thôi. Xác thực cũng có chút phiến diện. Các ngươi nói mình cũng có mặt vào năm đó, tương tự cũng hơi phiến diện. Chỉ bằng để ta mời một người đứng ra, xem sự việc năm đó còn có phiên bản nào khác nữa hay không. Ngươi đang dở trò quỷ gì thế? Hải Đại Hòa Thượng sững sờ, phát hiện chiều hướng của sự việc không hợp với dự đoán của ông ta, bây giờ chúng ta đang thảo luận chuyện linh khí và đan dược, ngươi còn muốn kéo đến khi nào? Nhậm trưởng giáo khoát tay. Cao giọng nói với tán tu bên ngoài, các vị đang ngồi đây, đối với trận đại kiếp hơn 100 năm trước, có người biết, có người không biết, có người kiến thức cũng nửa vời. Hôm nay chính là một cơ hội, bần đạo sẽ tường thuật lại từng phương diện của vụ việc năm xưa, giúp cho mọi người có một sự bình phán về chuyện năm đó có phải là do Trùng Dương cung chúng tạo thành sai lầm lớn hay không. Đám tán tu Đại Hải Hòa Thượng không khỏi biến sắc, vô thức muốn ngăn cản Nhậm trưởng giáo. Nhất thời không biết tìm lý do gì cho hợp lý. Số lượng linh khí và đan dược vốn là vì chuyện năm đó mà có. Bây giờ một lần nữa điều chỉnh định mức, như vậy, Trùng Dương cung cũng phải một lần nữa làm rõ trách nhiệm của mình, bọn họ không thể ngăn cản được. Ta muốn xem ngươi có thể tìm được ai đến. Hải Đại Hòa Thượng mắng một câu, nếu ta phát hiện người mà ngươi tìm không liên quan gì đến sự kiện năm đó, ngươi cũng đừng trách chúng ta phá hủy Trùng Dương cung các ngươi. Nếu bần đạo làm giả, cùng bị hủy hay bị diệt môn, các ngươi cứ tự nhiên. Nhậm trưởng giáo dường như đã tính trước, thản nhiên nói, các vị bằng hữu, mời mọi người ra đây. Không bao lâu sau, khoảng 5-6 người từ bên ngoài bước vào đại điện. Tán tu trong điện nhìn nhau, không khỏi nghi ngờ. Ngươi không phải Khâu đạo trưởng của An Tâm quán sao? Triệu Tiên cô nhìn ông cụ tóc trắng, ta nhớ 30 năm trước ngươi bị bệnh nặng, không thể ra ngoài. Đầu óc cũng không tỉnh táo, tại sao hôm nay ngươi lại xuất hiện ở đây chứ? Khâu đạo trưởng cười ha hả, được Triệu Tiên cô quan tâm, bệnh của lão đạo đã được hạ thần y chữa lành. Lần này ta được Nhậm trưởng giáo mời đến đây tường thuật một số chuyện. Ngươi còn chưa đến 100 tuổi, chuyện năm đó ngươi biết cái gì? Hải Đại Hòa Thượng không chút khách sáo mắng to, nếu là sư thúc của ngươi cắt canh phong đạo trưởng thì còn tạm được. Mặc dù ta không biết chuyện năm đó. Nhưng trong tay ta có bức thư do chính tay Cát sư thúc viết. Bên trong tường thuật lại toàn bộ câu chuyện năm đó. Khâu lão đạo trưởng lấy một phong thư từ trong ngực ra, chính là thứ trong cái bao vải xanh mà Ninh Nhụy Nhụy đưa đến. Trác Phiến Phàm, người mới bao nhiêu tuổi chứ? Hải Đại Hòa Thượng bỗng nhiên chỉ tay vào một người trẻ tuổi, quát lớn, khi sự việc phát sinh, chỉ sợ cha của ngươi còn chưa ra đời, có chuyện gì của ngươi ở đây chứ? Trác Phiến Phàm không để ý đến lão hòa thượng này, thản nhiên chắp tay với Nhậm trưởng giáo, Võ Công Sơn, trưởng môn tân nhiệm thánh thủ môn Trác Phiến Phàm xin ra mắt Nhậm trưởng giáo. Nhậm trưởng giáo đáp, người này chính là hậu nhân của vị tiền bối đã gây ra đại kiếp tu tiên giới năm đó. Không sai, vị tiền bối tu tiên đó chính là thúc tổ Trác gia chúng ta. Trác Phiến Phàm cao giọng nói, trong tay ta có chứng cứ có thể chứng minh việc năm đó có liên quan đến Trùng Dương cung. Hơn nữa, hắn ta còn chưa nói hết, một bóng người vượt qua đám người, đưa tay đánh thẳng vào đỉnh đầu Trác Phiến Phàm. Nhậm trưởng giáo dường như đã có dự liệu, tay áo hất lên mang theo một luồng kình phong đẩy Trác Phiến Phàm ra, mắt lạnh nhìn người đến, vị đạo hữu này, người muốn làm gì? Đương nhiên là giết hắn ta, gương mặt người kia tràn ngập giận dữ,
hai hàng lông mày cau chặt thành một chỗ, sát khí hiện lên trong mắt, năm đó, cha ta và nhị thúc đã chết trong trận đại kiếp. Nếu hắn ta là hậu nhân của người kia, giết hắn ta báo thù thì có vấn đề gì chứ? Oan có đầu, nợ có chủ, vị đạo hữu này muốn báo thù, bần đạo có thể thông cảm, nhưng ngươi tìm nhầm người rồi. Khi nói chuyện, Nhậm trưởng giáo tiện tay đánh một luồng chân khí vào trong cơ thể Trác Viễn Phàm, lắng yên cảm xúc của hắn ta. Người nói chuyện tuổi tác không nhỏ, râu tóc bạc trắng, cả người giống như con sư tử lông trắng bị chọc giận, khàn giọng quát Nhậm lão đạo, người bớt làm bộ đi. Nếu ngươi dám ngăn cản ta báo thù, ta giết cả ngươi luôn. Bần đạo đã gọi Trác tiểu hữu ra làm chứng, tất nhiên phải đảm bảo tính mạng của hắn ta. Nhậm trưởng giáo đối mặt với sát khí của người này cũng không hề có ý định lùi bước, chuyện năm đó giống như một đám sương mù dày đặc. Hôm nay bần đạo muốn vén màn sự thật, để các ngươi biết được cửu nhân thật sự của mình là ai. Chỉ dựa vào những người mà các ngươi tìm, cũng chẳng phải người đã đích thân trải qua, ngươi cũng dám nói cái gì là vén màn sự thật. Ông cụ tóc trắng lạnh lùng nhìn Nhậm trưởng giáo, ta thấy ngươi muốn mượn miệng bọn họ lừa dối chúng ta, sau đó rút sạch hiểm nghi với Trùng Dương cung các ngươi. Nhậm trưởng giáo cười nhạt, chẳng thèm để ý, vị đạo hữu này vừa nãy không nghe rõ sao. Trác tiểu hữu có nói chuyện năm đó đích thật có liên quan đến Trùng Dương cung. Điều này bần đạo cũng không phủ nhận, tại sao ngươi lại nói là rũ sạch? Ông cụ tóc trắng lập tức cứng họng, đành phải nói, vậy hắn ta cũng là cửu nhân về sau của chúng ta, không giết hắn ta khó tiêu mối hận trong lòng ta. Muốn giết ta, các ngươi có rất nhiều cơ hội, tại sao không cho ta nói hết? Trác Viễn Phàm ngược lại can đảm hơn, không bị khí thế của ông cụ tóc trắng hù dọa. Lại còn mỉa mai, hay ngươi sợ ta nói ra chân tướng? Đánh rắm, cái thứ còn hôi sữa như ngươi thì biết cái gì là chân tướng? Ông cụ tóc trắng trừng Trác Viễn Phàm, khinh thường nói. Trác Viễn Phàm thản nhiên nói tiếp, có phải là chân tướng hay không, chờ ta nói xong, đến lúc đó mọi người sẽ bình phán. Ngươi không cho ta nói, lại còn muốn giết ta diệt khẩu, ai biết có phải ngươi đang sợ hãi điều gì hay không? Hắn ta nói như vậy cũng rất có lý. Không ít tán tu có mặt đều cảm thấy cách làm của ông cụ tóc trắng hơi quá đáng. Dù sao vị tiền bối hại người năm đó đã chết, vốn không liên quan gì đến người nhà, huống chi lại là thù cũ hơn 100 năm trước. Được, lão phu sẽ lắng nghe xem ngươi có thể nói ra được thứ gì. Ông cụ tóc trắng thấy mình không thể làm gì được, đành cố nén phẫn nộ trong lòng, quay về chỗ ngồi. Ông cụ tóc trắng có thái độ như thế. Nhưng Hải Đại Hòa Thượng và Triệu Tiên Cô lại có ý kiến khác biệt. Hải Đại Hòa Thượng trực tiếp chất vấn, Nhậm trưởng giáo, ngươi mời đến những người này đều không tận mắt hay trải qua chuyện năm đó, dựa vào cái gì mà ngươi nhận định bọn họ sẽ nói đúng chân tướng? Đúng đấy, ai biết có phải là kế hoạch mà ngươi đã chuẩn bị sẵn trước đó hay không? Triệu Tiên Cô ác ý phỏng đoán. Nhậm trưởng giáo cười nhạt, mặc dù bọn họ chưa từng trải qua chuyện năm đó. Nhưng nhiều ít cũng có liên quan đến người năm đó. Hơn nữa, trong tay bọn họ còn có ấn tín và vật chứng những người kia lưu lại, các vị lắng nghe một chút cũng đâu có sao. Chờ bọn họ nói xong, nếu các ngươi vẫn không tin, bần đạo còn có thể mời ra thêm một vị cao nhân làm chứng. Lại có cao nhân, Hải Đại Hòa Thượng cười nhạo Nhậm trưởng giáo, người bế quan 30 năm, vừa ra ngoài đã quen biết với nhiều cao nhân như vậy, không phải ngươi kết giao khi nguyên thần xuất khiếu chứ. Triệu Tiên Cô cũng không tin, nếu đã có cao nhân, ngươi cứ trực tiếp mời người gọi là cao nhân đó ra đây không được sao, lại còn phải lãng phí thời gian lắng nghe mấy lời vô dụng của những người kia làm gì. Đây chính là yêu cầu của vị cao nhân đó. Mặt Nhậm trưởng giáo vẫn không thay đổi, ta thấy nghe một chút cũng đâu có gì to tát, vì sao các vị lại từ chối. Đại diện tán tu đang ngồi không khỏi nhìn nhau, cuối cùng cũng là Hải Đại Hòa Thượng đưa ra nhượng bộ, được. Vậy chúng ta sẽ mở to mắt nhìn xem Nhậm trưởng giáo ngươi đang dở trò quỷ gì. Nhậm trưởng giáo cũng không để ý trong lời nói của Hải Đại Hòa Thượng có ý gì, thản nhiên nói với đám người Trác Viễn Phàm, các người cứ tiếp tục đi, không cần sợ. Nơi này là Trùng Dương Cung, mặc dù tu vi bần đạo không cao lắm, nhưng cũng sẽ không để cho bất cứ kẻ nào tổn thương tính mạng của các ngươi. Ông cụ tóc trắng hừ lạnh một tiếng, biết Nhậm trưởng giáo đang nói đến ông ta, tâm trạng càng thêm khó chịu. Vị thúc tổ kia của ta tục danh Trác Ngọc Khanh, năm đó thật ra vẫn chưa đến 40 tuổi, cũng vừa tiếp nhận chức môn chủ thánh thủ môn, tu vi đã đạt đến luyện khí kỳ đại viên mãn,
cách trúc cơ chỉ còn một bước. Trác Viễn Phàm chậm rãi thuật lại cuộc đời của vị thúc tổ, nhấn nhá từng chữ rõ ràng, không nhanh không chậm, bất luận người trong điện hay ngoài điện đều có thể nghe được rõ ràng, lúc đó, ông ấy đã nghĩ đủ phương pháp cũng không thể đột phá tu vi. Vừa lúc, ông tìm được một môn công pháp thượng cổ bên trong một ngôi cổ mộ gần Võ Công Sơn. Để nghiên cứu công pháp là thật hay giả, ông đã đến Trung Nam Sơn tìm trưởng giáo lúc đó là Trần Như Hối chân nhân. Hai người thương nghị ba ngày ba đêm, rốt cuộc quyết định thử một lần. Tất cả đều nói nhảm, nửa câu cũng chẳng dính đến chuyện năm xưa. Chúng ta chẳng rảnh mà ngồi đây nghe ngươi thuật lại cuộc đời của người kia. Triệu Tiên Cô không kìm được hỏa khí, nổi giận nói, hoặc ngươi vào thẳng chính đề, hoặc ngươi đừng nói nữa. Thời gian của mọi người không phải để ngươi có thể lãng phí. Trác Viễn Phàm không khỏi đưa mắt nhìn biểu hiện của Nhậm trưởng giáo, chỉ thấy đối phương lạnh nhạt khoát tay, vì thế đã đi thẳng vào chính đề, bên trong công pháp thượng cổ có ghi chép một loại bí thuật đột phá cảnh giới, chỉ cần phối hợp linh mạch và trận pháp để sử dụng, có thể trong khoảng thời gian ngắn gia tăng tu vi của mấy trăm người. Lúc đó, Sơn Hà quốc gia vỡ vụn, là lúc cần dùng người. Vị thúc tổ của ta du thuyết các đại môn phái, muốn bọn họ tiếp nhận môn công pháp này, truyền cho các đệ tử tu hành, kết quả lại bị từ chối. Năm đó, cách làm của các đại môn phái cũng có thể hiểu được. Dù sao, bọn họ không thể không có tâm phòng bị người khác. Ai biết được công pháp bỗng nhiên xuất hiện này là thật hay giả. Chẳng may xảy ra chuyện gì, đối với truyền thừa đại môn phái quả thật tai họa ngập đầu. Quá thất vọng, vị thúc tổ kia của ta đã quyết định âm thầm thi hành kế hoạch của ông, sau đó mượn danh nghĩa Trùng Dương Cung triệu tập tán tu trong thiên hạ tề tụ ở Trung Nam Sơn. Trác Viễn Phàm càng nói càng tự nhiên, giọng điệu cũng dần dần có sức cuốn hút, đồng thời, ông cũng nhận thu dưỡng cô nhi trong chiến loạn, dự định bồi dưỡng bọn họ tu luyện môn công pháp đó. Vì thế mới có an tâm quán bây giờ. Mẹ kiếp, nói nhảm xong chưa? Ông cụ tóc trắng thấy mọi người lắng nghe đến mức mê mẩn, nhẫn nại không được, quát lớn thức tỉnh mọi người, ngươi nói những thứ này có tác dụng gì chứ? Cho dù hắn ta có muôn vàn lý do, hắn ta cũng chạy không thoát tội ác tàn sát bạo ngược. Thường Thanh Sơn, ngươi vội vã như vậy làm gì? Khâu lão đạo trưởng của An Tâm Quán cười ha hả gọi thẳng danh tự của ông cụ tóc trắng, ngươi cứ chậm rãi nghe Trác tiểu hữu nói đã, rất nhanh sẽ vào đến chính đề thôi. Hừ, ông cụ tóc trắng không nghĩ đến thân phận của ông ta lại bị nhận ra, nghi ngờ nhìn Khâu Kiến Cơ và Nhậm trưởng giáo, trong lòng bắt đầu âm thầm tính toán. Trác Viễn Phàm cũng tăng nhanh tốc độ, tóm tắt lại một số chuyện dâu ria không đáng kể, hôm đó, thật ra cũng là mấy năm sau khi ông đến Trung Nam Sơn, ông và Trần trưởng giáo đều cảm thấy thời cơ đã chín muồi, vì thế đã tổ chức đại hội ẩn tiên, quyết định công khai môn công pháp kia với giới tán tu. Mọi người cùng nhau tu hành, sau khi thành công thì lại đi cứu nước cứu dân. Không ngờ, vào buổi tối, một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Mấy vị đệ tử mà thúc tổ thu dưỡng đã bị người ta xui khiến hạ độc ông, cử thêm một số tán tu đánh lén. Khi nói đến chỗ này, gương mặt Trác Viễn Phàm đột nhiên trở nên lạnh lại, giọng nói cũng không còn nhẹ nhàng như trước, đương nhiên, thúc tổ của ta cũng không phải người hiền lành gì. Lúc đó tu vi của ông rất cao, đại chiến tất nhiên trở thành đồ sát. Lúc này mới ủ thành đại kiếp tu tiên giới. Ngươi nói xong rồi chứ? Ông cụ tóc trắng cười lạnh, ngươi nói còn hay hơn cả hát, đơn giản chỉ là rửa sạch cho Trác Ngọc Khanh cũng như Trùng Dương Cung. Tiếc là lão phu chẳng tin một chữ nào. Ha ha, đệ tử của ông ta bị người ta xui khiến, ông ta giết người cũng là vì bị đánh lén. Hải Đại Hòa Thượng giận quá hóa cười, vỗ tay nói, rửa hay thật. Vậy, vị Trác tiểu hữu này, người hãy nói thử xem là ai xui khiến đệ tử của ông ta. Tán tu đánh lén ông ta là ai? Trác Viễn Phàm cũng không sợ những người này châm chọc khiêu khích, thản nhiên đáp, trong số tán tu đánh lén ông có phụ thân của vị Thường Thanh Sơn là Thường Vạn Long, thúc phụ Thường Vạn Hổ. Còn có sư phụ của Hải Đại Hòa Thượng ngươi, Hoè Mộng Thiền Sư và vị Triệu Tiên Cô. Đánh giám, ngươi dám nói xấu phụ thân và thúc phụ của lão phu, ngươi chết đi cho ta. Ông cụ tóc trắng một lần nữa giận tím mặt, siết chặt nắm đấm vọt đến trước mặt Trác Viễn Phàm, một quyền đánh vào giữa ngực Trác Viễn Phàm. Bành! Không biết vì sao lần này vị Nhậm trưởng giáo không kịp thời cứu viện, bản thân Trác Viễn Phàm cũng không trốn tránh, trực tiếp nhận một quyền, thất khiếu chảy máu, ngã bịch xuống đất. Mặt Nhậm trưởng giáo trầm như nước,
lạnh lùng nói, Thường đạo hữu, người giết người ở Trùng Dương cung ta có phải rất vui không? Chỉ là một tên phế vật thôi mà, giết thì cứ giết. Ông cụ tóc trắng nhìn thẳng vào Nhậm trưởng giáo, ngươi để loại người này dội nước bẩn vào người phụ thân và thúc phụ của ta, ngươi đang giáp tâm chuyện gì? Nếu ngươi không nói ra, đừng trách lão phu giết chết ngươi luôn. Chỉ dựa vào ngươi, hay ngươi gọi người sau lưng của mình ra luôn đi. Nhậm trưởng giáo khẽ cười một tiếng, chậm rãi đứng dậy, một luồng khí kình không màu từ trong cơ thể của ông tản ra ngoài. A, vừa mới dứt lời, Nhậm trưởng giáo cảm thấy khí tức bên trong cơ thể của mình đột nhiên rối loạn, khí hải đan điền nhói lên một cái, phun ra một ngụm máu tươi. Hừ, Nhậm đạo phưởng, tại sao ngươi không tiếp tục khoa trương nữa đi? Ông cụ tóc trắng thấy thế, không khỏi cười to lên, chút tính toán này của ngươi đã sớm nằm trong dữ liệu của tông chủ ta. Ngươi thật sự cho rằng chúng ta đang lắng nghe ngươi lật lại bản án sao? Thật ra, chúng ta chỉ đang chờ độc trong người ngươi phát tác mà thôi. Sắc mặt Nhậm trưởng giáo trở nên tái xanh, trong lòng kinh hãi không thôi, hoàn toàn nghĩ không ra ông trúng độc từ lúc nào. Hừ, ngươi đã bị trúng kịch độc, cao nhân Hạ Thiên mà ngươi dựa dẫm không giúp được ngươi đâu. Ông cụ tóc trắng ngửa đầu cười to, chuyện năm đó, Trung Nam Sơn các ngươi vốn khó thoát khỏi tội lỗi. Bây giờ ngươi còn muốn cắt giảm định mức linh khí của chúng ta. Đã như vậy, chúng ta không khách sáo làm chi nữa. Hôm nay, chúng ta sẽ tiêu diệt Trùng Dương cung các ngươi, ha 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 ha. Đang cười, ông ta bỗng nhiên ngậm miệng lại, mắt mở thật to, nhìn không chớp mắt về phía xà ngang, giống như nơi đó có thứ gì đó khiến ông ta kinh hãi. Nhậm trưởng giáo cố gắng trèo trống để không bị ngã, cưỡng ép vận khí ngăn chặn độc tố, nói với ông cụ tóc trắng, độc này rất bá đạo, nhưng muốn dùng thủ đoạn này để đánh bại Nhậm đạo phưởng ta, suy nghĩ của ngươi không khỏi quá hão huyền rồi. Thời cơ đã đến, chúng ta cũng không cần phải che giấu nữa. Hải đại hòa thượng bỗng dưng đứng lên, quát lớn với Nhậm trưởng giáo, hôm nay ngươi triệu tập chúng ta đến Trùng Dương cung không phải một mẻ hốt gọn chúng ta sao? Vậy ngươi cũng đừng trách chúng ta tiên hạ thủ vi cường. Triệu tiên cô nói theo, không sai, ngươi bất nhân thì cũng đừng trách chúng ta bất nghĩa. Hơn 100 năm trước, tán tu chúng ta bị Trung Nam Sơn các ngươi và họ Trác kia lừa gạt một lần. Bây giờ ta quyết không để cho các ngươi lừa lần thứ hai. Hai, các ngươi còn không rõ sao? Khâu lão đạo trưởng không khỏi thở dài, người thật sự lừa gạt các ngươi chính là người mà các ngươi gọi là tông chủ ẩn tông. Chủ mưu năm đó chính là ông ta, bây giờ cũng là ông ta. Đánh giám, hải đại hòa thượng nhìn không được mắng Khâu lão đạo trưởng, tuổi của tông chủ chúng ta còn chưa đến 40, tại sao lại có liên quan gì đến chuyện năm đó chứ? Ngươi muốn kiếm chuyện cũng phải nói cho có lý, cứ dội nước bẩn như vậy cũng chỉ khiến ngươi trở nên trơ trẽn hơn mà thôi. Năm đó An Tâm Quán cũng được xem là danh môn, bây giờ lại trở thành chó săn cho Trùng Dương cung. Hải đại sư, thế ngươi không phải đang làm chó săn cho cửu nhân giết sư của mình sao? Khâu lão đạo bị Mạc Thủ Huyền hành hạ gần 30 năm, hoàn toàn không ngứa không ngáy gì với mấy lời nói này. Thường Thanh Sơn, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau ra tay đi. Hải đại hòa thượng giận tím mặt, vẫn nhìn thấy ông cụ tóc trắng đứng ngây tại chỗ, không khỏi quát lớn, Trường Thanh Sơn nhân, ngươi ngu người rồi sao, còn không mau chấp hành kế hoạch của tông chủ, chế phục Nhậm đạo phưởng lại trước rồi nói sau. Ông cụ tóc trắng nghe gọi tên của mình, quả nhiên lấy lại tinh thần, nhưng gương mặt vẫn còn một hai giây hoảng hốt, quên mất hình ảnh mà ông ta nhìn thấy trên sàng ngang, tức giận nói, bạch bào chọc tặc, ngươi đang dạy lão phu làm việc à. Ban đầu, chúng ta sẽ chờ độc tính của ông ta ngấm vào tận xương, tránh cho chúng ta phải nhọc sức. Hải đại hòa thượng bất mãn nói, nhưng ngươi lại không giữ được bình tĩnh, nhất định phải giải quyết cho thật sớm. Bây giờ ngươi còn không mau giải quyết Nhậm đạo phưởng, đừng đợi tông chủ đến đây vẫn còn là một đống rắc rối. Ông cụ tóc trắng không chút khách sáo mắng lại, ngươi cho rằng Nhậm lão tặc không chuẩn bị sao. Chờ thêm lát nữa, ông ta sẽ giải được độc. Ông ta cho người lật lại bản án, đơn giản chỉ là muốn chúng ta hiện thân. Bây giờ đã bị phát hiện, chúng ta còn che giấu làm chi nữa? Nếu ngươi làm hỏng việc của tông chủ, đến lúc đó làm sao mà ngươi giao phó? Hải đại hòa thượng uy hiếp. Hai vị trưởng lão bình tĩnh lại đi, chính sự quan trọng hơn. Địa vị của Triệu Tiên cô không cao bằng hai người, đành phải ở bên cạnh thuyết phục. Bên ngoài đại điện,
2/3 tán tu đều là người của ẩn tông, tất nhiên bọn họ dễ dàng chế phục đạo sĩ Trùng Dương Cung đang canh giữ bọn họ. Về phần tán tu còn lại, nhìn thấy tình huống này đành phải giữ im lặng, lặng lẽ làm chim cút. Bên trong đại điện, 10 đại diện tán tu có đến 7 người là người ẩn tông, 3 người còn lại cũng có quen biết với ẩn tông, cho nên bọn họ chỉ ngồi bàng quan, không nhúng tay vào chuyện này. Rất tốt, quả nhiên đã lòi hết ra ngoài. Nhậm trưởng giáo dần ổn định lại, lạnh giọng nói, bần đạo nghe nói dưới tông chủ ẩn tông có 5 vị trưởng lão, không biết là 5 vị nào. Ông cụ tóc trắng cười nhạo một tiếng, bóp quyền vọt đến gần nhậm trưởng giáo, chờ ngươi xuống hoàng tuyền, ngươi tìm Diêm Vương ra hỏi thăm cho rõ ràng. Bành! Nắm đấm của ông ta đánh vào trước ngực nhậm trưởng giáo, nhưng còn chưa chạm đến cơ thể, một luồng khí kình đã chặn lại, phát ra tiếng nổ dọa người. Quyền phong không tệ, đáng tiếc sức mạnh không đủ, nhậm trưởng giáo bị một quyền, gương mặt cũng không có biểu hiện gì. Xem ra sau khi phụ thân và thúc phụ của ngươi chết, quyền pháp nhất mạch này của các ngươi đã bị thất truyền. Lửa giận ông cụ tóc trắng càng sâu, một quyền tiếp một quyền đánh về phía nhậm trưởng giáo, ngươi còn mặt mũi nào nhắc đến chuyện này. Nếu không phải Trùng Dương Cung các ngươi cùng cái tên họ Trác kia, Thường gia chúng ta đã sớm thoát khỏi thân phận tán tu, trở thành danh môn nhất mạch, lão phu cần chi tuổi cao còn phải bán mạng vì người khác. Chết đi cho ta. Cho nên... Ngươi quan tâm không phải là chân tướng mà là mặt mũi và hưng thịnh của Thường gia ngươi, đúng không? Nhậm trưởng giáo lạnh lùng nói. Chẳng lẽ ngươi quan tâm không phải là hưng thịnh Trùng Dương Cung? Ông cụ tóc trắng sử dụng 12 phần khí lực, khẽ động tất cả linh khí quanh quẩn bên ngoài Trùng Dương Cung, một lần nữa đánh về phía nhậm trưởng giáo. Lần này, nắm đấm rốt cuộc cũng đột phá khí kình hộ thể nhậm trưởng giáo, đánh thẳng vào ngực của ông. Phốc! Nhậm trưởng giáo chịu không nổi trọng quyền, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay rớt ra ngoài, thậm chí đụng sập cả bức tường phía sau. Hừ, trưởng giáo Trùng Dương Cung chẳng qua cũng chỉ như thế. Ông cụ tóc trắng thu hồi nắm đấm, gương mặt tràn ngập khinh thường nói, được rồi, đại cục đã định, mọi người chiếu theo kế hoạch mà làm việc. Hải đại hòa thượng thấy ông cụ tóc trắng tấn công nhậm trưởng giáo, cảm xúc trong lòng có chút phức tạp. Nhưng vẫn dặn dò người ẩn tông bên cạnh, tổ giáp, tổ ất đi tìm nhạc đan trần đạo trưởng, còn có sứ giả tiểu tiên giới. Tổ bính, tổ đinh mang theo nghi trận và đan đỉnh đến chỗ linh mạch dưới lòng đất. Hôm nay, chúng ta nhất định phải mang linh khí đi. Mệnh lệnh được truyền xuống, tán tu bên trong bên ngoài điện đã đi hơn phân nửa. Đã đến nước này rồi, vị tông chủ kia của các ngươi còn chưa chịu hiện thân. Khâu lão đạo vẫn luôn yên tĩnh đứng bên cạnh. Lúc này không khỏi lên tiếng, bây giờ là lúc diễu võ dương oai, là thời khắc cao quang của người thắng. Ông cụ tóc trắng hơi trào phúng, ngươi cho rằng tông chủ là loại người sốc nổi mà ngươi đã nghĩ sao? Ngài ấy sẽ làm mấy chuyện ngây thơ như thế này, sau đó để các ngươi tìm được thời cơ phản sát. Đúng là buồn cười. Đúng, ta chính là loại người như thế. Lúc này, một bóng người từ xa ngang nhảy xuống, chậm rãi rơi xuống bên trong đại điện. Ông cụ tóc trắng nhìn người đến, trong đầu hiện lên một hình ảnh kỳ quái, giống như cách đây không lâu ông đã nhìn thấy hình ảnh này, nhưng người nhảy xuống không phải người này. Trường Thanh Sơn Nhân, tại sao ngay cả bổn tông chủ mà ngươi cũng không nhận ra? Người đến khoảng 40 tuổi, dung mạo bình thường, nhưng đôi mắt vô cùng sắc bén, chẳng khác nào lưỡi đao, mấy năm trước chúng ta còn gặp nhau ở Trường Thanh Sơn mà. Tham kiến tông chủ, ông cụ tóc trắng quỳ một chân trên mặt đất. Cung kính thi lễ. Hải đại hòa thượng và Triệu Tiên Cô cùng với một đám môn nhân ẩn tông đều bắt chước quỳ xuống tham kiến tông chủ. Ngươi, chính là tông chủ ẩn tông. Khâu lão đạo kinh ngạc nhìn người trước mắt, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Hình như khâu đạo trưởng cảm thấy rất bất ngờ. Người đến sờ lên mặt mình, cười nói, là ngoài ý muốn đối với thân phận của ta hay là ngoài ý muốn với gương mặt của ta? Khâu lão đạo cười nói, cái nào cũng bất ngờ. Dung mạo của ngươi đích thật rất giống Hạ Thần Y, nhưng ngươi nhất định không phải tông chủ ẩn tông. Tại sao ngươi biết, ngươi đến mỉm cười nhìn khâu lão đạo, không hiểu cho lắm, chẳng lẽ ngươi đã gặp qua một tông chủ ẩn tông khác? Cũng không có, khâu lão đạo lắc đầu, ẩn tông đã lộ ra ngoài từ hơn trăm năm trước, ngươi cũng chỉ mới 40, làm sao có thể là tông chủ ẩn tông được? Ngươi đến chỉ tay vào đám người ông cụ tóc trắng, chỉ dựa vào lý do này thật sự không đủ.
Chẳng lẽ tông chủ ẩn tông không thể có truyền thừa? Đủ rồi, Khâu lão đạo mỉm cười, lão đạo cũng không phải cảnh sát, chứng thực suy đoán của mình cũng không cần chứng cứ rõ ràng. Thú vị đây, người đến vỗ một trưởng về phía Khâu lão đạo, nói tiếp, nhậm chướng giáo thật quá hăng hái, lại dịch dung thành người khác, diễn một trò hay cho chúng ta xem. Nghe xong, ông cụ tóc trắng không khỏi ngẩn người. Khâu lão đạo trước mắt là nhậm chướng giáo, vậy vừa rồi người ông ta đánh bay là ai? Rác rưởi thì không cần ném loạn, nếu không, sẽ làm hư hoa cỏ trong vườn mất. Lúc này, một người bước đến từ hậu viện, trong tay còn ôm theo nhậm chướng giáo đã hôn mê, tiện tay ném xuống đại sảnh, tại sao các ngươi còn chưa đánh nhau, hại ta trở đến mất kiên nhẫn. Ông cụ tóc trắng như phát mộng, vị nhậm chướng giáo không rõ sống chết nằm dưới đất chính là sát thủ che mặt mà bọn họ phái đi trước đó, còn người bước ra chính là Hạ Thiên. Hậu viện không phải do Độc Đằng ma nữ khống chế sao, tại sao lại như thế này? Hải đại hòa thượng vô cùng ngạc nhiên. Nữ nhân kia đương nhiên đã bị xử lý rồi. Thạch Thuần cũng từ hậu viện vọt ra, vô cùng khó chịu, dám giả mạo bổn cô nương. Đánh chết nàng ta là quá tiện nghi cho nàng ta rồi. Đằng sau còn có Trương Minh Đà và Ninh Nhụy Nhụy, vừa nhìn là biết bọn họ không có chuyện gì. Đây chính là đại cục đã định mà các ngươi đã nói. Vị tông chủ ẩn tông cười lạnh không thôi nhìn chúng tán tu, thật sự là một đám phế vật. Chúng ta nhất định có nội ứng, nếu không, tại sao bọn họ lại có thể ứng đối một cách tự nhiên như thế? Ông cụ tóc trắng trong nháy mắt nhận ra vấn đề, bây giờ chỉ có Hồng Chỉ Tán và Tiên Hải Tiên Ni còn chưa quay về. Nội ứng tuyệt đối là một trong hai người này. Chính là Tô Mộng Lệ, tông chủ ẩn tông thở dài, thất vọng lắc đầu, ban đầu, ta cứ tưởng nàng ta là người có tài. Cho nên bổn tông chủ biết rõ nàng ta là gian tế thiên cung phái đến, nhưng vẫn chứa chấp nàng ta như cũ. Ai có thể nghĩ đến nàng ta lại có một chân với Hạ Thiên ngươi? Ngươi đừng có ăn nói lung tung, nếu không, ta đánh ngươi đấy. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, ta và nàng ta chẳng có liên quan gì đến nhau cả. Nàng ta cũng chẳng mật báo gì với ta. Tông chủ ẩn tông tươi cười nhìn Hạ Thiên, trêu chọc ngươi nhìn thấy ta, chẳng lẽ trong lòng không hiếu kỳ sao? Ngươi chẳng qua chỉ là một tên ngốc, có gì có thể hiếu kỳ chứ? Hạ Thiên nhếch miệng khinh thường. Tông chủ ẩn tông thản nhiên hỏi, tướng mạo của chúng ta rất giống nhau, trong đó tất có nguồn gốc, ngươi tuyệt không muốn biết. Không muốn biết, cũng chẳng có hứng thú muốn biết. Hạ Thiên đáp, nhưng cái tên ngớ ngẩn ngươi lại làm hỏng dung nhan anh tuấn của ta, cho nên, ngươi nên đổi khuôn mặt khác đi. Tông chủ ẩn tông lắc đầu, không thể nào. Phụ mẫu ban tặng. Tuyệt không dám vọng động. Vậy ngươi đi chết đi. Hạ Thiên cũng lười cò kè mặc cả. Ta đang sống rất tốt, tại sao ta lại muốn chết chứ? Tông chủ ẩn tông cười ha hả nhìn Hạ Thiên, mặc dù thực lực của ta yếu hơn ngươi một chút, nhưng ngươi muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Hạ Thiên mỉm cười hỏi ngược lại một câu, thật sao? Đương, a, à, vị tông chủ ẩn tông chỉ nói được một chữ, bên trong cơ thể bắt đầu có cảm giác rời sông lấp biển. Sau đó không thể động đậy được, cả người giống như cây cối bốc hơi, nhanh chóng khô héo, ngươi đã làm gì ta? Không có gì, chỉ đâm ngươi hai châm mà thôi. Hạ Thiên uể oải đáp. Không thể nào, tông chủ ẩn tông lắc đầu thật mạnh. Ông gia biết rất rõ bản lãnh của Hạ Thiên, cho nên ông ta vẫn luôn phòng bị, nhưng vạn lần vẫn không nghĩ đến lại bị trúng chiêu. Ta chưa hề để ngươi đến gần, ngươi hoàn toàn không có cơ hội thi châm với ta. Hạ Thiên nhếch miệng. Khi ngươi ở trên sàng ngang, ta cũng ở trên sàng ngang, rõ chưa? Thì ra là thế, ông cụ tóc trắng bỗng nhiên nhớ lại. Khi đó ông ngẩng đầu nhìn thấy vị tông chủ, còn có Hạ Thiên, hai người giống nhau như đúc đứng ở đó. Cũng chính vì vậy ông mới đứng ngây ra ngay tại chỗ, nhưng vì sao ta lại quên mất chuyện này? Hạ Thiên mỉm cười, bởi vì ngươi cũng đã trúng một châm của ta, nhưng các ngươi quá nhàm chán, tuyệt không thống khoái. Cho nên ta đi cứu đại sư phụ và tiểu muội chân dài trước. Tông chủ ẩn tông vẫn không cách nào tiếp nhận, ngươi chỉ biết nói hưu nói vượn. Cho dù ngươi có nghịch thiên bát châm, chẳng lẽ ngươi còn có di hình hoán ảnh và thuật ẩn thân sao? Ngươi ở bên cạnh ta, làm sao ta có thể không phát hiện được? Có thể hay không thể, ngươi cũng đã trúng chiêu của anh rể ta, ngươi cứ xoắn suýt mãi cũng có ý nghĩa gì đâu. Tông chủ ẩn tông vô cùng ngạc nhiên. Đúng là không có ý nghĩa gì, cùng lắm cũng chỉ biến mình thành thằng ngu. Ông ta chán nản nói, được,
các ngươi thắng. Đường Kim Thủy ta có chơi có chịu, mặc cho các ngươi xử lý. Tông chủ, chúng ta vẫn còn sức đánh một trận, ngươi ngàn vạn lần không thể nhận thua. Hải Đại Hòa Thượng nghe như tiếng sấm bên tai, quát lớn, chỉ cần chúng ta giết chết tất cả bọn chúng, nơi này chính là thiên hạ ẩn tông ta. Bạch Bào Hòa Thượng, ngươi còn chưa hiểu sao? Tông chủ ẩn tông thở dài, chỉ vào Hạ Thiên, hắn đã có thể thần không biết quỷ không hay đâm cho ta và Trường Thanh Sơn Nhân một châm, đồng nghĩa với các ngươi một người cũng không chạy thoát. Ngươi cảm thấy ngươi còn có phần thắng sao? Hải Đại Hòa Thượng thật sự không cam lòng, chúng ta mưu đồ lâu như vậy, chẳng lẽ cũng chỉ vì tên tiểu tử này thuận miệng khoa trương vài câu thì từ bỏ sao? Vậy ngươi có thể thử một lần. Tông chủ ẩn tông cũng không khuyên nữa, lạnh nhạt nói. Ta không tin ngươi thật sự lợi hại như lời đồn. Ngươi hãy ăn của ta một trượng trước đi. Hải Đại Hòa Thượng rút ra một thanh thiền trượng bằng sắt, múa vài cái giữa không trung, sau đó vung mạnh về phía Hạ Thiên. Đáng tiếc, Hải Đại Hòa Thượng còn chưa vào đến trước mặt Hạ Thiên đã bị Nhậm trưởng giáo cản lại. Ai dám cản ta sẽ giết người đó. Hải Đại Hòa Thượng giận dữ, đánh một trận cuồng loạn vào người Nhậm trưởng giáo, nhìn rất hổ hổ sinh phong, vô cùng lợi hại. Nhậm trưởng giáo tản ra linh khí, ông đối mặt với công kích mưa to gió lớn lại rất thản nhiên, tay áo vung lên hóa giải công kích. Triệu Tiên Cô thấy vậy, vội rút một thanh nhuyễn kiếm bên hông đâm tới Hạ Thiên. Đáng tiếc, bà ta vừa mới động, sau lưng đã vang lên giọng nói của Ninh Nhụy Nhụy, đừng nhúc nhích, bằng không, hậu quả sẽ do ngươi tự gánh. Cùng lúc đó, mấy người ẩn tông còn lại đều bị chế phục một cách nhanh chóng, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Ban đầu, chúng ta còn tưởng rằng mình chuẩn bị rất vạn toàn. Bây giờ xem ra, các ngươi tính toán không chút sơ hở. Tông chủ ẩn tông Đường Kim Thủy không khỏi cười khổ, Tô Mộng Lệ đúng là đã bán đứng chúng ta một cách triệt để. Tuy nhiên ta cảm thấy rất hiếu kỳ, quan hệ giữa ngươi và nàng ta rốt cuộc như thế nào, nàng ta lại nghe lời ngươi đến như vậy. Quan hệ nào cũng chẳng có. Hạ Thiên ngáp một cái, còn nữa, tông chủ thật của các ngươi đã chạy rồi sao? Tại sao ông ta còn chưa xuất hiện? Ta chính là tông chủ. Đường Kim Thủy ngạo nghễ nói, hơn nữa, Đường Mộc và Đường Hỏa mà ngươi giết trước đó là căn cứ vào gen của ta để tạo ra mà không phải ngươi. Hạ Thiên khoát tay, chuyện này có gì hay ho đâu mà phải tranh giành. Ngươi nói là của ngươi thì chính là của ngươi, có gì to tát đâu. Xem ra, các ngươi đã nắm chắc phần thắng, nhưng ta vẫn còn muốn vùng vẫy một chút. Cơ thể Đường Kim Thủy dần dần to lên, khôi phục lại hình dáng trước đó. Hạ Thiên, ngươi có từng nhìn thấy một loại pháp thuật thần kỳ có thể ngược dòng tìm hiểu một loại truyền thừa huyết mạch, sau đó vô hình có được huyết mạch giống với người đã chết không? Chưa từng nghe nói qua. Hạ Thiên hờ hững đáp, ta cũng chẳng có hứng thú. Đường Kim Thủy nhếch miệng nở nụ cười như có như không, ra vẻ thần bí, vừa lúc ta có môn pháp thuật này. Một môn pháp thuật chân chính được xưng tụng khoáng cổ tuyệt kim. À không, có thể gọi thẳng là tiên thuật. Vậy ta mời ngươi thi triển pháp thuật chân chính này. Hạ Thiên không hề lo lắng nói lại một câu, để chúng ta được mở mang tầm mắt. Đường Kim Thủy cười nói, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, chúng ta rất giống nhau, tất nhiên huyết mạch sẽ tồn tại một sự liên hệ nào đó. Ta biết mối liên hệ này, bởi vì ngươi họ Tiêu, còn ta cũng bắt nguồn từ bảng chi Tiêu gia. 500 năm trước, chúng ta có cùng một tổ tông. Hạ Thiên không khỏi chỉnh lại, ta chỉnh lại một chút. Ta họ Hạ, Hạ của Xuân Hạ Thu Đông. Ha ha, ngươi không thừa nhận cũng vô dụng thôi. Đường Kim Thủy nhìn thấy cảm xúc Hạ Thiên hơi kích động, không khỏi cười càng vui vẻ hơn. Mặc dù các ngươi bảo vệ Tiêu Đại Minh rất kỹ, nhưng ta vẫn còn một giọt tâm huyết của ông ta. Nói xong, Đường Kim Thủy bỗng nhiên đưa tay phải ra, dùng ngón trỏ điểm vào mi tâm của mình, một hạt huyết châu nhỏ bằng hạt đậu nổi lên. Ta đã luyện hóa giọt máu này. Đường Kim Thủy cười nói, nếu ta chết, Tiêu Đại Minh cũng sẽ chết. 7 ngày sau, ngươi và đệ đệ của ngươi cũng sẽ chết. Lấy Tiêu Đại Minh làm trục tâm, con cháu đời thứ ba đều sẽ chết. Cho nên, Hạ Thiên, ngươi dám giết ta sao? Hạ Thiên vẫn không hề lo lắng, thuận miệng nói, nếu loại ngu ngốc như ngươi đã muốn chết, ta đương nhiên sẽ thành toàn cho ngươi. Ha ha, vậy thì ngươi đến đây giết chết ta đi. Gương mặt Đường Kim Thủy hiện lên sự trào phúng, ta không tin ngươi có quyết đoán đó, dám diệt hết tất cả thân thuộc đời thứ ba nhà mình. Ngươi suy nghĩ nhiều quá,
giết ngươi thì chính là giết ngươi. Hạ Thiên không chút do dự lấy ra một cây ngân châm đâm thẳng vào mi tâm Đường Kim Thủy, ngươi có dùng thêm nhiều quỷ kế hay tiên thuật pháp thuật gì nữa, tất cả cũng đều vô dụng thôi. Đường Kim Thủy cười lạnh, ta biết ngươi thông thạo nghịch thiên bát châm, đồng thời cũng biết sự thần kỳ của nghịch thiên bát châm, nhưng thần kỳ thì cũng chỉ là một môn châm pháp mà thôi. Ngươi cho rằng ngươi có thể nghịch thiên cải mệnh, có thể đột phá quy tắc đại đạo hay sao? Thật ngại quá, ta có thể đấy. Hạ Thiên mỉm cười trả lời, sau đó đâm ra một thức châm ngoại châm mà hắn đã ngộ ra trong thời gian gần đây. Ý chí của hắn theo ngân châm rót vào trong đầu Đường Kim Thủy, hơn nữa, ngươi hoàn toàn không có bất kỳ tiên thuật huyết mạch nào. Ngươi chỉ muốn sử dụng giọt máu này gia tăng áp lực linh mạch dưới lòng đất Trung Nam Sơn cho ta mà thôi. Đường Kim Thủy cười nói, quả nhiên không hổ danh Hạ Thiên, nhanh như vậy đã nhìn thấu. Nhưng như vậy thì sao? Thi thuật đã hoàn thành. Hạ Thiên ngươi có lợi hại hơn đi nữa, chẳng lẽ ngươi có thể gánh được linh áp sơn hà mấy vạn dặm sao? Hạ Thiên lại ngáp một cái, giọng nói hờ hững, nếu là lúc trước, ta thật sự gánh không được. Nhưng bây giờ, ta hoàn toàn không cần gánh nữa. Ngươi nói vậy là có ý gì? Đường Kim Thủy cảm thấy không ổn, đột nhiên toàn bộ đại điện nổ tung trong mắt ông ta. Đám tán tu ẩn tông như những quả khí cầu, từng người nổ tung. Sau đó một luồng áp lực cực lớn rơi xuống người ông ta. Trong 1% giây, Đường Kim Thủy cảm giác cơ thể của mình bị nghiền nát vô số lần. Những sợi linh khí đáng yêu như tơ ban đầu, bây giờ lại giống như ác ma không ngừng xuyên thấu cơ thể ông ta, xé rách ý chí của ông ta, khiến ông ta rơi vào đau đớn vô tận. Cảm giác thế nào? Hạ Thiên mỉm cười nhìn Đường Kim Thủy đau đớn lăn lộn trên mặt đất, bây giờ ngươi có thể nói tông chủ ẩn tông chân chính đang ở đâu rồi chứ? Ông ta đến linh mạch dưới lòng đất, Đường Kim Thủy không chịu nổi, ý chí cường đại bị linh áp khổng lồ nghiền ép không còn một tia dư thừa, ông ta nói muốn tế luyện toàn bộ linh mạch, sau đó tạo ra cơ thể trường sinh bất tử cho mình. Hạ Thiên thuận miệng nói, vậy thì ông ta phải thất vọng rồi. Toàn bộ linh mạch đã bị ta ngưng kết thành chỉnh thể. Trừ phi tu vi của ông ta đạt đến độ kiếp kỳ. Nếu không, ông ta cũng chỉ phí sức mà thôi. Đường Kim Thủy nói, ông ta nói chỉ cần có 3 viên kim đan, cộng thêm linh khí tinh thuần, ông ta sẽ thành công. Không ổn rồi, mục tiêu của ông ta chính là nhục thân và kim đan của sư tôn và sư huynh. Nhậm trưởng giáo biến sắc, thân ảnh lóe lên vọt xuống linh mạch dưới lòng đất. Cùng lúc đó, linh mạch dưới lòng đất Trung Nam Sơn. Một người áo đen chậm rãi đứng trên đài cao, nhìn xuống linh mạch đã ngưng thực ra hình rồng bên dưới. Không khỏi cảm thán, Hạ Thiên đích thật là người nghịch thiên. Linh khí tán loạn đến tình trạng như vậy, hắn vẫn có thể chữa trị được. Đúng là thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi. Ông ta quay lại nhìn ba đan đỉnh, lẩm bẩm, nhưng chỉ cần ta luyện hóa 3 kim đan các ngươi, cộng thêm linh mạch này, ta có thể một bước lên trời, bạch nhật phi thăng. Trần Như Hối, Tần Mộ Bình, Lữ Hào Tiên, 3 người các ngươi, còn có Trác Ngọc Khanh. Năm đó, các ngươi khắp nơi đối nghịch với ta, nhưng các ngươi có nghĩ đến ngày hôm nay hay không? Người áo đen ngửa đầu cười to, hôm nay, Trung Nam Sơn mà các ngươi bảo vệ sẽ bị hủy, Trùng Dương Cung sẽ bị tiêu diệt. Đồ tử đồ tôn cũng sẽ chết không có chỗ chôn, cuối cùng, bên thắng vẫn là ta. Ngươi sai rồi, bên thắng không phải ngươi. Hạ Thiên và Nhậm trưởng giáo chạy xuống, khó chịu nhìn người áo đen, ngươi dám chơi kiểu tâm nhãn với ta, ngươi đúng là chán sống. Hạ Thiên, ngươi đến đúng lúc lắm. Người áo đen mỉm cười, dường như đã sớm có dự liệu, ta đang cần một người chứng kiến. Ngươi vừa lúc có tư cách, hôm nay, Tiêu Vô Cực ta sẽ trở thành phi thăng giả đầu tiên trên trái đất. Phi thăng, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, ngươi không có năng lực đó đâu. Hạ Thiên khinh thường nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, kim đan kỳ còn miễn cưỡng, ngươi đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa. Người áo đen chẳng để ý lời nói của Hạ Thiên. Ngạo nghễ đáp, bổn tông chủ thứ cho ngươi vô tri, bởi vì ta đã sớm đứng ở một độ cao mà ngươi không cách nào với tới. Độ cao này không phải dùng tu vi để luận, mà là tầm mắt, là tâm cảnh, hoặc một không gian mới không thể nào dùng lời nói để hình dung. Đúng vậy, trong mơ cái gì cũng có, mỗi tội phí tế bào não một chút. Hạ Thiên cười nói. Hạ Thiên, ngươi khiến bổn tông rất thất vọng, người áo đen có chút tiếc nuối, cảm thán nói, ban đầu. Ta cứ tưởng ngươi tu luyện nghịch thiên bát châm thì có thể lý giải tâm cảnh của ta,
nghĩ không ra ngươi cũng dung tục như thế, giống như hạng người có tầm nhìn hạn hẹp. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, thản nhiên nói, đánh mất cái nhìn của ngươi thì có liên quan gì đến ta? Ngươi cũng chẳng khác gì đám ngớ ngẩn mà trước đây ta đã xử lý. Đánh giám, người áo đen bị mạo phạm, không khỏi quát lớn với Hạ Thiên, ngươi dám đánh đồng bổn tông với cái đám phàm phu tục tử kia, quả thật là một sự sỉ nhục lớn lao đối với ta. Hạ Thiên, ngươi quá kiêu ngạo, cho nên ngươi không kính không sợ đại đạo. Cho dù bổn tông có lòng tốt để điểm ngươi nhiều lần, ngươi vẫn chấp mê bất ngộ như cũ. Ngươi đúng là gỗ mục không thể điêu khắc được. Ngươi có thể chọn người khác để nói hay không? Hạ Thiên ngoáy ngoáy lỗ tai, bất mãn nói, còn nữa, ngươi muốn phi thăng thì nhanh lên chút, đừng chậm trễ thời gian nữa. Ta muốn mở mang tầm mắt. Người áo đen tất nhiên cảm nhận được ý trào phúng của Hạ Thiên, nhưng ông ta cũng chẳng quan tâm, ngược lại còn thể hiện sự bi tráng vô tận, quả nhiên cao nhân chú định tịch mịch. Cũng được, ta đang định phong ngươi làm hộ pháp bổn tông, chờ khi phi thăng, ta sẽ mang ngươi theo. Đáng tiếc, ngươi lại không trân quý cơ hội này. Nếu ngươi phi thăng không được thì cứ việc nói thẳng, cũng không bị mất mặt. Dù sao khoác lác cũng không phạm pháp mà. Hạ Thiên mỉm cười, đương nhiên, nếu ngươi cầu ta, ta có thể đưa ngươi lên trời. Người áo đen hừ lạnh một tiếng, ếch kêu chó sủa, uổng cho nghịch thiên bát châm. Chờ thời gian đến, bổn tông sẽ để cho ngươi nhìn thấy cái gọi là tu tiên giả chân chính. Nhậm trưởng giáo vội vàng chạy đến, thấy người áo đen đang cất giấu đan đỉnh có nhục thân ba vị trưởng giáo tiền nhiệm, không khỏi mắng to, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi ăn cắp nhục thân của ba trưởng giáo tiền nhiệm Trùng Dương Cung là có ý gì? Ta là người như thế nào? Người áo đen không khỏi cười nhạo một tiếng, cao giọng đáp, bây giờ có nói cho ngươi biết cũng không sao. Bổn tông là một cuồng đồ tu tiên vô địch thiên hạ 100 năm trước. Khi ta sinh ra, ta đã có tiên chủng thần quang 7 màu sinh ra theo. Ta chính là thiên tài thuật pháp cường đại nhất trái đất mấy trăm năm qua, đại tông sư luyện khí, đan dược sư tuyệt phẩm, tùy tùng đại đạo, còn nữa, phi thăng giả đầu tiên trong tu tiên giới từ xưa đến nay, tông chủ ẩn tông Tiêu Vô Cực. Ninh Nhụy Nhụy và Thạch Thuần vừa lúc chạy đến nơi, nghe trọn bài giới thiệu gần 200-300 chữ của người áo đen. Tại sao chúng ta vừa đến lại có người đang đọc rap nhỉ? Thạch Thuần nghiêng đầu, vui vẻ nói, ngươi có cần ta ném khăn cho ngươi hay không? Hay trực tiếp đi theo quy trình, hỏi ngươi có ước mơ gì hay không? Người áo đen hung tợn trừng mắt nhìn Thạch Thuần, nhưng không có ý so đo với nàng. Thì ra ngươi chính là đứa con rơi của Tiêu gia Tiêu Vô Cực. Nhậm trưởng giáo ngược lại có nghe qua người này, lại càng cảm thấy kinh ngạc, không phải có lời đồn nói ngươi đã chết hơn 100 năm trước rồi sao? Nghĩ không ra ngươi giả chết, lại còn làm nhiều chuyện ác sau lưng như vậy. Đó không phải chuyện ác mà là kế hoạch lớn cho đại nghiệp phi thăng của ta. Người áo đen lạnh lùng nói. Thạch Thuần không hiểu hỏi, đại nghiệp kế hoạch lớn của ngươi không phải nhất thống tu tiên giới, sau đó trở thành bá chủ gì đó sao? Đây chẳng qua chỉ dùng để chơi đùa đám tán tu kia thôi. Người áo đen cười lạnh, linh khí trên trái đất quá mỏng manh, tông môn san sát, thiên tài lớp lớp, một đám tán tu có thể làm được gì? Nhất thống tu tiên giới, đơn giản chỉ là trò cười, ta chỉ lợi dụng bọn họ làm việc cho ta mà thôi. Ngươi quá ác rồi, Thạch Thuần lạnh lùng nói, người ta thật lòng làm việc cho ngươi, lời hứa của ngươi chỉ toàn là giả, nhân phẩm của ngươi quá kém rồi. Nhân phẩm, ha ha, tiểu cô nương, người đúng là ngây thơ đến đáng thương. Người áo đen cười nhạo Thạch Thuần không thôi, trên con đường đại đạo, đều là ngươi lừa ta gạt, ngay cả thân sinh phụ tử cũng khó thoát khỏi vận mệnh đao kiếm chĩa vào nhau. Thứ duy nhất có thể dựa vào chỉ có mình, thực lực của mình. Hạ Thiên lười biếng đáp lại, vấn đề là, ngươi không có thực lực. Đúng vậy, Thạch Thuần phụ họa theo, ngươi phí hết tâm cơ. Bố cục nhiều năm như vậy thì có lợi ích gì đâu. Có anh rể của ta ở đây, âm mưu của ngươi không có khả năng đạt được, chung quy cũng chỉ uống phí tâm cơ mà thôi. Không ai có thể ngăn cản được ta. Người áo đen bỗng nhiên ngửa đầu cười phá lên, ý chí hào hùng ngút trời, sở dĩ các ngươi có thể đến đây là vì bổn tông chủ muốn các ngươi tận mắt nhìn thấy kỳ tích mà thôi. Các ngươi cho rằng mình có thể làm gì được bổn tông chủ. Nói xong, người áo đen nâng tay trái lên, chỉ vào đám người Hạ Thiên, không ngừng ngâm sướng. Dẫn khí phược không, đoạn giới tù long, thiên phược u thằng, khổn tiên thuật chi ngũ hành thúc.
người áo đen thi triển từng loại pháp thuật không gian. Khi đám người Hạ Thiên còn chưa kịp phản ứng, bọn họ đã bị từng tầng kết giới bao vây, càng lúc càng nhiều, rốt cuộc không phân rõ trên người có bao nhiêu cấm chế, chỉ có thể đứng im tại chỗ, không thể nhúc nhích. Người áo đen hơi ngạo nghễ nhìn Hạ Thiên, ta vốn muốn dìu dắt ngươi, để ngươi dính tiên khí bổn tông. Đáng tiếc ngươi lại không biết điều, ta sẽ thu lại ban thưởng, để ngươi tiếp tục ở lại nhân gian làm mấy chuyện khổ tu không có tiền đồ này. Ngươi xác định đồ chơi này có thể vây khốn được ta? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Người áo đen lạnh lùng nhìn Hạ Thiên, khinh thường nói, trên người các ngươi tổng cộng có 108 cấm chế, cho dù ngươi có nghịch thiên bát châm, muốn giải khai toàn bộ cũng phải đến ngày mai. Khi đó, bổn tông đã sớm phi thăng tiến vào tiên giới chân chính, đứng vào hàng ngũ bất tử. Hạ Thiên lắc đầu, người nằm mơ giữa ban ngày quả nhiên khó tỉnh. Ngươi không cứu nổi nữa rồi. Tiêu Vô Cực, bây giờ ngươi thu tay lại vẫn còn kịp. Nhậm trưởng giáo lạnh lùng khuyên, chỉ cần ngươi bỏ nhục thân ba vị trưởng giáo tiền nhiệm xuống, bần đạo có thể cam đoan không truy cứu những việc ác mà ngươi đã làm với Trung Nam Sơn, để ngươi bình an rời đi. Đáng buồn thật, đây chính là cách cục của đám phàm nhân các ngươi. Người áo đen khịt mũi coi thường, cúi đầu nhìn linh mạch dưới lòng đất, thời gian sắp đến rồi, các ngươi chờ mở mang tầm mắt đi. Lúc này, ánh nắng giữa trưa thông qua khe hở trên mặt đất xuyên thấu xuống lòng đất, giống như kim phấn nhỏ vụn dung nhập vào trong linh mạch. Kim đan, đến đây. Người áo đen quát lớn một tiếng, hai tay nổi lên hắc khí, lập tức che phủ ba đan đỉnh. Không bao lâu sau, ba viên kim đan từ trong đỉnh bay ra, được hắc khí bao phủ hạ xuống linh mạch. Ba nhục thân bên trong đan đỉnh trong nháy mắt hóa thành kiếp cho, tan thành mây khói. Sư phụ, Tần sư thúc, Lư sư huynh, Nhậm trưởng giáo mở to đến rách cả mí mắt, bi phẫn trong lòng khó mà diễn tả bằng lời nói. Mặc dù ông biết ba người đã chết, nhưng tận mắt nhìn thấy tiền bối và trưởng bối chí thân rơi vào kết cục như vậy, ông vẫn khó tránh khỏi đau lòng không thôi. Chỉ có nhục thân thôi mà, không còn thì thôi, khóc sướt mướt như thế quả nhiên không hợp với phong cách tu tiên giả. Người áo đen khinh thường biểu hiện bi thương của Nhậm trưởng giáo, Trần lão cẩu có đồ đệ như ngươi, quả thật mất mặt. Tiêu Vô Cực, ngươi dám thả ta ra, đánh với ta một trận không? Nhậm trưởng giáo tức đến không kìm được, chỉ tay vào người áo đen, hôm nay, nếu ta không giết ngươi, bần đạo uổng là trưởng giáo Trùng Dương Cung. Người áo đen cười nhạt một tiếng, không vội, chờ bổn tông chuẩn bị xong hết thảy, ta sẽ trở lại chút thời gian chơi đùa với các ngươi. Nói xong, không đợi Nhậm trưởng giáo phản ứng, ông ta tiếp tục niệm chú ngữ cổ quái tối nghĩa lại phức tạp, song trưởng thỉnh thoảng bấm niệm làm ấn, vừa chân thành vừa quỷ dị. Kim đan làm dẫn, linh khí hóa rồng, huy hoàng thiên uy, nghe ta hiệu lệnh. Gió nổi lên, lôi nổi lên, mây nổi lên, điện nổi lên. Theo người áo đen ngâm sướng, phong vân lôi điện đột nhiên sinh ra dưới lòng đất. Linh mạch dưới lòng đất cũng bị dị tượng chấn kinh, chậm rãi chuyển động thân rồng, ánh mắt không khỏi nhìn dị tượng dưới lòng đất. Chân ma cửu đinh, ngũ hành phược long. Siêu âm cửu trảo, bạch cốt thành thánh. Pháp thuật liên tiếp đánh tới linh mạch hình rồng vừa mới tỉnh lại. Hôm qua, linh mạch dưới lòng đất đã được Hạ Thiên dùng châm ngoại châm ngưng thành hình rồng, hiện tại còn đang thích ứng, kết quả bị người áo đen dùng pháp thuật đánh đến hồ đồ, giống như một người vừa mới tỉnh ngủ bị một đám đại hán bổ nhào vào, không kịp phản ứng. Đợi đến khi long mạch giật mình tỉnh lại, nó đã thân bất do kỷ, đành gầm thét dãy giụa. Nhiệt xúc, thành thật ở lại cho bổn tông. Người áo đen gầm thét, đánh mấy chục luồng lôi điện vào người long mạch, ngươi có thể trở thành công cụ phi thăng cho bổn tông, đó chính là phúc khí ngàn vạn năm tu luyện của ngươi. Ngươi đừng không biết tốt xấu, nếu không, ta đánh ngươi linh phi khí tán, kiếp diệt tiêu vong. Long mạch sao lại dễ dàng bị thuần phục như thế? Sau khi nghe người áo đen nói xong, nó lại càng thêm tức giận, cơ thể cao lớn mang theo linh khí vọt đến người đàn ông áo đen. Người áo đen cảm nhận được một luồng linh áp khổng lồ đánh tới, trong lòng cũng không bối rối. Ông ta đã sớm có biện pháp ứng đối, ngươi còn dám phát cáu với bổn tông. Kim đan dẫn lôi, thiên đạo hàng phạt, nổ cho ta. Ba viên kim đan nhanh chóng bay về phía long mạch, phá thể mà vào, dẫn ra vô số lôi điện đánh vào bên trong cơ thể long mạch. Rầm rầm rầm. Long mạch là vật có linh, tất nhiên có thể cảm nhận được sự đau đớn.
cơ thể vừa mới ngưng thành hình rồng bị tập kích như thế, tất nhiên có chút không chịu nổi, mơ hồ có dấu hiệu băng tán, khiến nó hoảng sợ vô cùng. Nó ngưng thực cơ thể không dễ, nếu không có Hạ Thiên hỗ trợ, đoán chừng phải mất mấy vạn năm nó mới chậm rãi thành hình. Nếu cứ như vậy mà bị sụp đổ, muốn khôi phục lại càng thêm khó khăn. Giống, Long Mạch rơi vào đường cùng, hai mắt nhìn chằm chằm Hạ Thiên giống như thú con nhìn mẹ, phát ra tiếng giống cầu cứu. Nghiệt xúc, người kêu là cái gì? Người áo đen giận dữ quát lớn với Long Mạch, có thể giúp bổn tông phi thăng chính là vinh hạnh của ngươi. Ngươi vừa mới hóa hình đã cho rằng mình ghê gớm. Bổn tông vì ngươi mà mưu đồ trên trăm năm, còn có thể để ngươi tránh thoát sao? Nói xong, hắc khí trong lòng bàn tay càng lúc càng dày đặc, trong nháy mắt nuốt mất Long Mạch, tiếng giống của con rồng càng lúc càng yếu. Chờ bổn tông phi thăng tiên giới, ta sẽ thay ngươi thụ bi lập miếu, ca ngợi chiến công của ngươi. Người áo đen cảm thấy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Bây giờ, ông ta chỉ cần luyện hóa Long Mạch, ông ta có thể mở ra tiên môn, đây là mệnh của ngươi, ngươi có giãy giụa cũng trốn không thoát đâu, càng không có người nào có thể cứu ngươi. Không bao lâu sau, hắc khí cuồn cuộn bao phủ Long Mạch, tiếng giống Long Mạch dần dần không thể nghe thấy, dường như linh tính đã bị luyện hóa. Rất tốt, ngươi làm như vậy rất đúng. Người áo đen cực kỳ đắc ý, muốn gom hết tất cả linh khí trong linh mạch cho bản thân sử dụng. Kết quả, ông ta vừa ra tay đã ngẩn người, kinh ngạc kêu lên, chuyện gì xảy ra thế? Người áo đen phát hiện trong hắc khí hoàn toàn không có thứ gì. Đừng nói Long Mạch, ngay cả linh khí cũng không còn một tia. Long Mạch vừa rồi còn bị ông ta bắt giữ đã biến mất. Long Mạch đâu? Người áo đen lo sợ không yên nhìn xung quanh, nhưng không tìm được tung tích của Long Mạch là ai. Ngươi cút ra đây cho bổn tông, ngươi dám tự tiện ăn cắp Long Mạch của bổn tông, ngươi muốn chết rồi. Đừng kêu nữa, là ta làm đấy. Hạ Thiên không biết từ lúc nào xuất hiện trên đài cao, mỉm cười nhìn ông ta. Người áo đen nhìn thấy Hạ Thiên giống như nhìn thấy quỷ, không khỏi hít sâu một hơi, cả kinh kêu lên, ngươi. Làm sao ngươi có thể ra được? Bổn tông đã tăng thêm hơn 100 cấm chế trên người ngươi. Cho dù ngươi có là Đại La Kim Tiên, muốn giải khai toàn bộ cũng phải mất nửa ngày. Ngươi quá đề cao mình rồi, lại còn Đại La Kim Tiên. Đúng là ngu ngốc, Hạ Thiên ngáp một cái, chào phúng, đám cấm chế đó của ngươi vô dụng với ta. Hơn nữa, ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng ta sẽ đứng đây mặc cho ngươi gia tăng cấm chế rác rưởi này lên người ta. Người áo đen nghẹn lời. Nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Ta còn tưởng ngươi có chiêu thức gì vui, kết quả chờ cả nửa ngày, ngươi ngay cả một Long Mạch vừa mới hóa hình cũng không giải quyết được, thật khiến người ta thất vọng. Hạ Thiên nhếch miệng, gương mặt thể hiện sự nhàm chán, nếu đã như vậy, ta không lãng phí thời gian với loại người ngu ngốc như ngươi nữa. Hạ Thiên, ngươi đừng có đắc ý. Người áo đen lấy lại tinh thần, lạnh lùng nói, ngươi đừng tưởng rằng ngươi phá được cấm chế của ta thì ngươi sẽ có tư cách chiến với ta một trận. Ta không ngại nói cho ngươi biết, cho đến bây giờ bổn tông hoàn toàn không để ngươi vào mắt. Ngươi khôi hài thật đấy. Hạ Thiên bật cười, ngươi có để ta vào mắt hay không liên quan gì đến ta. Ta muốn đánh ngươi thì đánh ngươi, hoàn toàn chẳng cần tư cách. Vậy ngươi đi chết đi. Người áo đen giận không kìm được. Đánh ra một luồng hắc khí cuồn cuộn như sát thần lấy mạng phóng đến chỗ Hạ Thiên. Thân ảnh Hạ Thiên lóe lên, xích lại gần người áo đen, cười nói, ngươi làm như vậy mới đúng. Muốn đánh thì đánh, nói nhiều như thế để làm gì? Nói xong, hắn đánh một quyền vào ngực người áo đen. Một quyền này không lòe loẹt, là một cú đấm thẳng, thậm chí còn không mang theo linh khí, là một cú đấm bình thường. Người áo đen không dám đón đỡ. Bởi vì ông ta đã điều tra qua Hạ Thiên, biết những quyền cước nhìn như đơn giản của hắn nhưng lại che giấu sát cơ to lớn. Đã không dám nhận, vậy thì chỉ có tránh. Hừ, loại nắm đấm mềm nhũn này chỉ dành cho mấy người đàn bà. Người áo đen quyết định tránh đi quyền phong nhưng không muốn tỏ ra yếu thế, mở miệng giễu cợt một câu, sau đó giơ song trưởng nghênh tiếp nắm đấm Hạ Thiên. Hắc khí bên trong song trưởng cuồn cuộn tuôn ra, che phủ ánh mắt của Hạ Thiên. Thừa dịp đó, người áo đen lập tức lẫn vào trong hắc khí, muốn cho Hạ Thiên một kích chí mạng. Ngươi muốn tránh sao? Vô dụng thôi, Hạ Thiên lắc đầu, ngươi không thoát được một quyền này đâu. Người áo đen bỗng nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Hạ Thiên,
trong lòng bàn tay chẳng biết từ khi nào cầm một thanh hắc đao, lạnh lùng nói trốn. Bổn tông cần trốn sao? Buồn cười, loại mãng phu như ngươi hoàn toàn không hiểu gì về sách lược. Hôm nay, ngươi sẽ chết dưới đao của ta. Hắc đao chém thẳng xuống đầu Hạ Thiên, tốc độ cực nhanh, như một tia chớp màu đen, không cho Hạ Thiên thời gian chạy trốn. Tuy nhiên, Hạ Thiên không hề có ý né tránh, quyền thế lúc trước chưa hết, vẫn duy trì tư thế ra quyền như cũ. Vèo. Hắc đao chém Hạ Thiên từ đầu đến chân thành hai nửa, cơ thể tàn phế trong nháy mắt bị hắc khí đốt thành tro. Ha ha ha, Hạ Thiên, ngươi chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi. Người áo đen không khỏi vui mừng quá đỗi, cười vang, trước kia, bổn tông đã đánh giá cao ngươi, còn tưởng rằng ngươi có thể đại chiến với ta 300 hiệp, nghĩ không ra ngươi lại bị giết một cách dễ dàng như vậy. Phốc, lời còn chưa nói hết, người áo đen đột nhiên cảm thấy phần bụng của mình truyền đến một cơn đau khủng khiếp không cách nào hình dung, không tự chủ được há miệng phun ra một ngụm máu lớn. Ta đã nói rồi, ngươi không tránh được một quyền này đâu. Hạ Thiên thu hồi nắm đấm đánh vào hư không. Người áo đen không khỏi nghẹn họng, nghĩ mãi cũng không ra. Ông ta rõ ràng đã né được nắm đấm, nhưng vì sao vẫn bị quyền kình đánh trúng? Hơn nữa, một quyền này còn rất nặng. Ông ta có cảm giác giống như bị vô số ngọn núi đụng trúng, ngũ tạng lục phủ đã sớm được ông ta rèn đúc như kinh công, lúc này ngay cả một giây cũng không chịu được, vỡ thành cặn bã, ngay cả nhục thân mơ hồ cũng có cảm giác sắp nổ tung. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 139.